Chương 1025. Thứ nhất thiên linh 25 chương. Bạn đang nghe truyện tại metruyenaudio.com. Thứ năm cuốn Thiên Vân Thập Nhị Châu thứ nhất thiên linh 25 chương mà anh thăng cấp phương pháp. Nửa giờ sau, Lâm Hiên mở hai mắt, thần sắc cũng khôi phục thông dong, bởi vì cũng không có cùng nhân động thủ, cho nên pháp lực hao tổn không nhiều lắm, một lát về sau trở về tới đỉnh trạng thái. Quay đầu chung quanh, người này nhưng thật ra nhất hoang vắng chỗ, phạm vi trăm dặm, vết chân hãng tới, đáng tiếc không có linh mạch, nếu không ở trong này tu hành, thật là không sai lựa chọn. Lâm Hiên lực nhất chần chờ, theo sau chấn y dựng lên, giống cách đó không xa một tòa núi nhỏ bay đi. Thiếu gia, ngươi tính toán ở chỗ này mở động phủ. Nguyệt Nhi mặt cười thượng lộ kinh ngạc vẻ. Có gì không thể? Lâm Hiên mỉm cười nói. Ngài nếu muốn tốt lắm, người này chính là linh khí loãng. Ta rõ ràng, bất quá lại có cái gì quan hệ, ta lại chưa nói phải ở trong này lâu dài tu luyện đi xuống, gần là đem ở Vân Lĩnh Sơn Trung đoạt được thật là tốt chỗ hấp thu là có thể. Đã trải qua một loạt biến cố, Lâm Hiên cuối cùng buông tha cho tìm kiếm lãnh địa ước nguyện ban đầu, dù sao tăng lên tu vi phi một sớm một chiều chi công, mà Vân Lĩnh Sơn hành trình, chính mình đã có rất nhiều thu hoạch, khác không nói, chuôi này tàn kiếm, chính là thông thiên linh bảo, nếu có thể thao tác tự nhiên, cho dù gặp mặt Thượng Tân Nguyệt công chúa, cũng không tất chỉ sợ kia nha đầu. Nghe Lâm Hiên nói như vậy, Nguyệt Nhi gật gật đầu, không hề lắm lời. Theo sau Lâm Hiên vươn tay đến, bấm tay ngay cả đạn, mấy nhạ màu xanh kiếm quang ẩn hiện. Nhanh chóng tăng vọt, hung hăng bổ về phía trước. Mở động phủ, đối với Lâm Hiên mà nói, sớm là cưỡi xe nhẹ đi đường quen, gần bán chén trà nhỏ công phu, liền hoàn thành cái này công tác. Tuy rằng hơi ngại đơn sơ, lại có chút rộng mở, Lâm Hiên trên mặt lộ ra vừa lòng vẻ, lại ở trữ vật túi thượng vỗ, lấy ra một bộ trận kỳ đến. Bày ra về sau, tái mệnh lệnh thi ma cùng xuyên sơn giáp bên ngoài trông coi, theo sau Lâm Hiên liền yên tâm lớn mật tiến nhập trong đó. Trừ phi là nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ, nếu không người khác không có khả năng công hãm chính mình động phủ mà cái loại này cấp bậc tồn tại, hẳn là sẽ không đến này thâm sơn cùng cốc đến. Bất quá Lâm Hiên như trước không có vội vàng xử lý tới tay bảo vật, mà là trước hảo hảo ngủ vừa cảm giác, theo sau mới đến luyện công phòng. Khoanh chân mà ngồi. Lâm Hiên thần thức nội lui, trên mặt cũng toát ra bình tĩnh vẻ. Lấy hắn hiện giờ tu vi thần thông, ở nhân giới đã là đỉnh nhân tiêm nhân cao thủ, bất quá cường trung đều có cường trung thủ, gần nhất lại nho nhỏ bị một ít suy sụp. Đương nhiên đối Lâm Hiên mà nói, này vị tất không có lợi. Ngẫm lại chính mình tu hành chi lộ, vốn chính là trải qua vất vả, các loại gian nan hiểm trở, hắn đã sớm đã muốn thói quen. Lâm Hiên ở trữ vật túi thượng vỗ, một cái khéo léo hộp ngọc theo bên trong bay vút đi ra, mặt ngoài thiếp đều biết trương phù trư, huyết ma tôn giả nguyên anh, đã bị giam cầm ở trong đó. Vân Lĩnh Sơn nguy hiểm thật mạnh, cho nên Lâm Hiên cầm ma về sau cũng không có lập tức thi triển siêu hồn thuật, hiện tại có nhàn rỗi, mới đến chậm rãi xử lý người này. Mà anh bí quyết tuy rằng gây cho tự mình không ít ưu đãi, nhưng tai họa ngầm cũng không nhỏ, mà chính mình tu luyện ma anh phương pháp, chính là theo chú miệng vợ chồng nơi đó đoạt được, trời biết này lão quái vật có hay không giấu, nếu ma anh cũng có thể thăng cấp, kia chính mình là có thể vô tư. Lâm Hiên bấm tay vi đạn, này phù tru. Không gió tự cháy, nắp hộp ba một tiếng mở ra, nhất làn da ngâm đen nguyên anh lộ đi ra. Khủng, trên mặt tràn đầy oán độc, nhưng mà hơi thở lại phi thường mỏng manh, cả người ma lực, đã không đủ toàn thịnh thời kỳ tam thành. Tiểu tử, lão phu thành quỷ cũng sẽ không buông tha ngươi. Điểm này, đạo hữu không có cơ hội, yên tâm tốt lắm, đem ngươi siêu hồn về sau, ta sẽ dùng ngươi tới tế luyện pháp bảo, tốt như vậy nguyên anh, tuyệt không hội lãng phí điệu. Lâm Hiên vân đạm phong thanh đạo. Ngươi! Huyết ma tôn giả vừa sợ vừa giận, không thể tưởng được đối phương như vậy ngoan độc, nghĩ đến huyết tế đáng sợ hậu quả, hắn trên mặt rốt cục lộ ra vài phần sợ hãi vẻ. Khả Lâm Hiên đã không có tâm tình cùng một dưới bậc chi tù, vươn tay đến, nhẹ nhàng nhất điểm, nhất lũ yếu ớt châm mang thanh quang sẽ không vào đối phương mi tâm bên trong. À! Huyết ma cả người run rẩy, trong miệng phát sĩ một tiếng thống khổ lấy cực kêu rên, trước mắt sao kim ứa ra, theo sau liền ngất đi thôi. Không để cho ngươi ăn nhất điểm đau khổ, thực đương tại hạ là nhân từ nương tay hạng người sao? Lâm Hiên lạnh lùng mở miệng, đương nhiên, hắn làm như vậy, cũng không phải muốn giết ma lão ma, mà là phòng ngừa siêu hồn thời điểm, bị đối phương làm một ít tay chân. Nghe nói, ở trên cổ là lúc, tu tiên giới xa so với hiện tại phồn vinh nhiều lắm, mổ ta thiên tài tu sĩ sáng tạo ra một ít quỷ dị bí thuật, thậm chí có thể bóp méo siêu hồn hiệu quả. Tuy rằng huyết ma hội có thể tính không lớn, nhưng lấy Lâm Hiên cẩn thận tính cách, tự nhiên là không thể không phòng a. Theo sau Lâm Hiên bắt đầu thi triển siêu hồn đại pháp. Đảo mắt quá khứ nhất chén trà nhỏ công phu, Lâm Hiên lùi về thủ, mày hơi nhíu. Như thế nào, thiếu gia, không có tìm được ma anh thăng cấp phương pháp? Có là có. Lâm Hiên chần chờ nói. Thật sự, vậy ngươi còn sầu mi khổ kiểm linh làm gì? Lâm Hiên khẽ thở dài một cái, tiểu nha đầu không biết ý tưởng, nói lên này mà anh bí quyết, lúc ban đầu sáng lập này công pháp người tu tiên mặc dù tài trí xuất chúng, nhưng linh cái nhưng không phải thực vĩ đại, bởi vì ngừng kết nguyên anh vô vọng, cho nên mới lo lắng hết lòng, nghĩ ra này thay thế công pháp. Mà anh là xen vào hổ, đang cùng chân chính nguyên anh trong lúc đó một cái tồn ở, thăng cấp. Nghĩ muốn cũng đừng nghĩ muốn. Ít nhất bắt đầu thời điểm là như thế này. Khả sau lại sự dịch khi di, mà ảnh bí quyết, trằn trọc lật, từng ở không ít cao nhân trong tay truyền lưu, phải biết, đệ nhị nguyên anh công pháp, tuy rằng so với này phải cao minh nhiều lắm, nhưng đúng là bởi vì thái trân quý, cho nên hội tên, vô cùng coi trọng. Của mình, cận có số rất ít danh môn đại phái, mới có thể có được. Hơn nữa cho dù là này đó đại môn phái trung, này công pháp thường thường cũng nắm ở tông chủ hoặc là đại trưởng lão trong tay, mặt khác người, cho dù tấn cấp tới rồi nguyên anh hậu kỳ, cũng không nhất định có thể được đến truyền thụ, tất cạnh môn phái bên trong, tranh quyền đoạt lợi, cũng thực nghiêm trọng, tu luyện có song nguyên anh thần thông, mặc dù là cùng giai tu sĩ, lẫn nhau trong lúc đó chênh lệch, cũng không khả đồng nhật mà ngữ. Người tu tiên ai không ích kỷ, đồng môn bạn tốt, lẫn nhau gian cũng thường thường lạc một tay. Tương đối mà nói, đệ nhị nguyên thần bí thuật sẽ truyền lưu đến quảng nhiều lắm, nguyên anh trung kỳ người tu tiên, ít nhất có 2 thành đã ngoài đều tu luyện quá, đương nhiên uy lực cùng đệ nhị nguyên anh so sánh với, tắc lại xa xa không kịp. Mà kia chút lão quái vật được đến ma anh bí quyết sau, tự nhiên phi thường vui mừng, tuy rằng bọn họ không giống Lâm Hiên, trong cơ thể có thể chuyển hóa âm dương linh lực, nhưng nếu thân mình chính là ma đạo tu sĩ, tự nhiên có thể không thể hạn chế. Những người này, có thất bại, nhưng là có, bằng vào hơn người nghị lực cùng thiên phú, ngừng kết ma anh thành công. Theo sau bọn họ cũng phát hiện này bí thuật tệ nạn, không thể thăng cấp, này trung gian đều có thông minh tài trí chi sĩ, muốn đem pháp quyết thay đổi, hy vọng khổn, có thể trở nên giống như chân chính đệ nhị nguyên anh giống nhau. Trung gian gian nan hiểm trở, tạm thời không nói, nhưng trải qua vô số tiền bối thăm dò, rốt cục có thực chất tính thu hoạch. Nhưng là không phải nói có thể làm được. Chuyển hóa quá trình phi thường phức tạp. Trong đó còn nhu mượn dùng thuốc và kim châm cứu lực. Đầu tiên phải ăn vào một quả chuyển anh đan. Hóa khai dược lực về sau, bố trí lại một cái đặc thù trận pháp, đem ma anh một lần nữa tế luyện. Này quá trình cần cửu 81 thiên. Nghe đứng lên không lâu, nhưng phi thường gian nan, mỗi thời mỗi khắc, đều giống như ở trên đao sơn, hạ nồi chảo giống nhau, như vậy thống khổ, cho dù là nguyên anh kỳ lão quái vật, cũng không có mấy có thể sanh quá, ý chí phải cứng cỏi tới rồi cực chỗ. Lâm Hiên cũng có chút biến sắc, nhưng rất nhanh liền khôi phục bình thường, nhiều như vậy năm tu tiên chi lộ, hắn sớm ăn đủ liễu đau khổ, đừng nói lên núi đau, hạ nồi chảo, cho dù là trừ hồn luyện phách, tự mình cũng sẽ cắn răng sanh quá. Không có nghe nói câu nói kia, thiên dục hàng đại nhâm về tư nhân, chắc chắn khổ này tâm trí. Phàm nhân muốn làm đại sự đều phải chịu khổ, huống chi tự mình lựa chọn chính là nghịch thiên trường sinh chi lộ. Điểm này, Lâm Hiên không sợ cái gì. Kế tiếp đó là chuyển anh đang phương thuốc, sở nhu nguyên liệu, tuy rằng cũng coi như ngạc nhiên, nhưng cũng không phải quá khó khăn tìm, chỉ cần hoa chút thời gian, nhất định có thể được đến. Kỳ thật này 2 điều, này cổ tu tiền bối, có thể làm được cũng không thiểu, dù sao có thể tu đến nguyên anh kỳ, người nào không phải tâm trí siêu quần đồ đệ, so sánh với này công pháp có thể mang đến thật là tốt chỗ, ăn một ít khổ sở tính cái gì. Khả từ xưa đến nay, chân chính có thể đem ma anh chuyển hoán thành công, cũng không vượt qua 3, truy này căn nguyên, chính là tế luyện ma anh thời điểm, còn cần bố trí một cái trận pháp. Trận pháp cũng không phức tạp, khả khởi động điều kiện lại hạ khắc tới rồi cực chỗ, cương nhiên cần 2 khối cực phẩm tinh thạch mới được. Cực phẩm tinh thạch, cho dù là đặt ở linh giới, cũng coi như cực kỳ quý hiếm bảo vật, nhân giới tu tiên tài nguyên xa xa không đủ, cho dù là nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ, trong tay cũng không nhất định có, càng đừng nói hai khối, này quả thực là ép buộc. Nhưng mà may mắn thế nào, Lâm Hiền ở Vân Lĩnh Sơn, theo kia cách ly hợp kỳ tiền bối động phủ, lại chiếm được ngũ khối nhiều, này nhất khó khăn đối hắn mà nói, tự nhiên là có thể lượt quá khứ. Lâm Hiền vươn tay đến, ở trữ vật túi thượng nhất câu, lấy ra không còn bạch ngọc đồng giản, đem siêu hồn đến tới tin tức, nhất nhất khắc lục ở bên trong, tuy rằng người tu tiên trí nhớ vô cùng tốt, có thể làm được đã gặp qua là không quên được, nhưng nặng như vậy phải gì đó, tự nhiên vẫn là nhớ kỹ, càng thêm bảo hiểm. Chỉ cần không ra cái gì đặc biệt sai lầm, mà anh không thể thăng cấp tai họa ngầm có hy vọng giải trừ, mà theo này tiền bối theo như lời, tuy rằng tế luyện ma anh hội ăn không ít khổ, nhưng ưu đãi đồng dạng nhiều hơn, này ma anh bí quyết trải qua thay đổi về sau, quy lực chút vô lễ màu với đệ nhị nguyên anh thần thông, thậm chí còn muốn hơn một chút. Có trả giá còn có thu hoạch, điểm này, lên trời là được bình. Nguyệt Nhi. Ân. Bạch quan chợt lóe, một vị xinh đẹp động lòng người cô gái xuất hiện ở tại trước mặt. Thiếu gia, có cái gì tự, ngươi phân phó. Còn dùng ta nói, ta cũng không đã muốn đoán được, đem huyết ma tinh hồn rút ra, phong ấn tiến thú hồn phiên bên trong, về phần này nguyên anh, đối với thi ma chính là đại bổ, cấp ăn luôn tốt lắm. Phải, Nguyệt Nhi gật gật đầu, bàn tay mềm nhất điểm, nhất lũ thanh quang đem huyết ma nguyên anh bao vây, cô gái liên bước nhẹ nhàng, giống luyện công phòng ngoại đi đến. Nhìn của nàng nhung ảnh, Lâm Hiên trong mắt toát ra vài phần thương tiếc. Nguyệt Nhi. Thiếu gia, ngài còn có phân phó. Cô gái dừng lại cước bộ, bên môi toát ra mỉm cười ngọt ngào dung. Nhà đầu ngốc, đừng miễn cưỡng cười vui, ta biết từ kết anh thất bại về sau, ta tâm tình vẫn cũng không hảo, yên tâm, nơi đây sự, thiếu gia cho dù là lên trời xuống đất, cũng sẽ tìm được ban ta ngừng kết nguyên anh phương pháp. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 1026. Thứ nhất thiên linh 20 lục chương. Bạn đang nghe truyện tại metruyenaudio.com. Thứ năm cuốn Thiên Vân Thập Nhị Châu thứ nhất thiên linh 20 lục chương. Vây hỏa Nguyệt Nhi thân thể mềm mại hạo một chút, nhưng không có mở miệng, nàng cùng Lâm Hiên trong lúc đó, tên là chủ tớ kỳ thật lại gắn bó gần nhau, thiếu gia vì chính mình đã làm cái gì, tiểu nha đầu đều nhất nhất nhớ rõ, cảm ơn, ngược lại khách khí. Không biết nghĩ tới cái gì, Nguyệt Nhi mặt cười có điểm hồng, theo sau ngược lại nhanh hơn cước bộ, đi ra luyện công phòng. Chẳng lẽ chính mình nói sai lầm rồi cái gì? Nguyệt Nhi hành động, nhượng Lâm Hiên đầu đầy mờ mịt, đối phó địch nhân thời điểm, người này trí kế bách xuất, khả đề cập nữ nhân gia tâm tư, lại giống cái châu báu nga. Nhưng không biết vì sao, Nguyệt Nhi cuối cùng kia nhất thay đổi sắc mặt hồng tươi cười, lại dấu vết ở Lâm Hiên trong óc bên trong, như dư âm còn văng vẳng bên tai, trở về chỗ cũ vô cùng. Ước chừng qua nhất chén trà nhỏ công phu, Lâm Hiên mới đưa có chút sao động tâm tình bình phục, theo sau lại theo trữ vật trong túi, lấy ra một cái hộp ngọc. Kính so với vừa mới trang huyết ma nguyên anh hòm phải lớn, mặt trên đồng dạng thiếp đều biết trương cấm chế phù tru. Nhìn thấy vật ấy, Lâm Hiên trên mặt lộ ra trịnh trọng vẻ. Cúi đầu lực nhất cân nhắc, đột nhiên tay áo bào rung lên, nhất bảo vật quay tròn bay ra ống tay áo, tứ tứ phương phương, đúng là kia ngũ long tỷ cổ bảo. Vật ấy đến tột cùng là cái gì, Lâm Hiên hiện tại đều còn không rõ ràng, bất quá gần là gia long thần thông, đã nhượng hắn hưởng thụ vô cùng. Lâm Hiên cũng hoài nghi có thể hay không là thông thiên linh bảo. Nhưng này vị ly hợp kỳ mâu sĩ ở Ngọc Đồng Trung đã nói được rõ ràng, thông thiên linh bảo phải có xứng đôi hợp pháp quyết mới có thể sử dụng, điểm này ngũ long tỷ cũng không phù, Lâm Hiên cũng liền phủ định loại này trắc. Thở dài, việc này về sau nói sau, hiện tại trước nghiên cứu trước mắt hộp ngọc. Bên trong chính là thiên kiếp chi hỏa, cho nên Lâm Hiên không dám có phần hào đại ý, thật cẩn thận đem mặt trên cấm chế bỏ. Một nửa thước đến đại viên cầu xuất hiện ở tại mi mắt bên trong. Ngũ sắc sặc sỡ, còn tại không ngừng cuồn cuộn, còn đây là ngũ long tỷ phun ra mây mù, cũng chỉ có chế Lâm Hiên liếm liếm đầu lưỡi, mặc dù lấy hắn lòng dạ, cũng có chút khẩn trương. Hiện tại phải làm, là đem này hỏa luyện hóa, sau đó cùng Bích Huyễn U Hỏa dung hợp, nếu một khi thành công, tin tưởng Bích Huyễn U Hỏa uy năng hội bạo tăng đến một. Không. Khả tư nghị nông nổi. Lần trước cùng Điền Tiểu Kiếm liên thủ, đối phương tự hồ cũng túng trường ma viêm thần thông, mà kia tam màu huyền băng hỏa, khả nhượng Lâm Hiên ấn tượng khắc sâu. Phải biết rằng hắn từ ngưng đan kỳ luyện thành Bích Huyễn U Hỏa về sau, còn chưa từng có gặp đối thủ, nhưng lúc này đây khi Phương Thao túng băng diễm, cư nhiên so với chính mình lửa ma càng tốt hơn. Quả nhiên không thể xem nhẹ thiên hạ anh hùng, này đối Lâm Hiên mà nói, là một lần rất lớn tiết động, bất quá chính mình chỉ cần dung hợp thiên kiếp chi hỏa, phản áp đối phương một đầu tuyệt đối là không có vấn đề. Lâm Hiên yên lặng nghĩ, trên mặt biểu tình càng phát ra ngưng trọng, sau một lúc lâu, tài nâng lên tay phải một lóng tay về phía trước điểm ra. Phốc suy. Hắn đầu ngón tay phía trên, thoát ra nhất điểm ngọn lửa, như điện hình cung bình thường, đem cả đầu ngón tay cuốn quanh, kiêu bắn tới vụ cầu phía trên. Kia vụ cầu chợt lóe, bao vây ở mặt ngoài ngũ sắc mây mù nhất thời chậm rãi tán loạn mở ra. Nhất giống như tình thiên phích lịch bàn nổ truyền vào cái lỗ tai, cảm giác được cấm chế buông lỏng, Na Thiên Kiếp chi hỏa nhất thời điên cuồng dãy dụa đứng lên. Bị nhốt lâu như vậy, cư nhiên như trước không có bị ma diệt điệu linh thức, Lâm Hiên trong mắt ẩn ẩn hiện lên vài phần kinh ngạc, nhưng rất nhanh lại hồi phục bình thường. Tuy rằng như vậy, hội càng khó thu phục, chỉ khi nào dung hợp thành công, uy lực cũng sẽ lớn hơn nữa. Mắt thấy xuất hiện vết rách ngũ sắc vụ cầu đã vây khốn không được, Lâm Hiên tay trái một đạo pháp quyết đánh ra, Ngũ Long Tỷ nhất thời quay tròn bắt đầu xoay tròn, tảng lớn ngũ sắc vân hà theo bên trong phun tới, rất nhanh liền đem dãy dụ thiên kiếp chi hỏa vây quanh ở trung gian kiếp hỏa phẫn nộ lấy cực, ở giữa không trung đánh cái cổng lúc sau thế nhưng biến thành một cái ngón cái phẩm chất ngô công, đầu như trước là nhân loại gương mặt, có vẻ quỷ dị tới rồi cực chỗ. Không cần từ chối, tới rồi nơi này, ngươi cho là còn chạy ra đi. Lâm Hiên khóe miệng biên lộ ra. Nhưng đối phương tự nhiên không muốn khoanh tay chịu chết, tuy rằng cùng lần trước ở độc lập không gian đối mặt cái kia thật lớn ngô công so sánh với, trước mắt kiếp hỏa chi tinh phải tiểu rất nhiều, nhưng tính tình như trước táo bạo đến cực chỗ, nhất trương khai, liền phun ra chói mắt hỏa trụ. Tuy rằng rất nhỏ, nhưng uy lực cũng không dung hoài nghi, khả đối mặt ngũ sắc mây mù, lại giống như gặp khắc tinh dường như trâu đất xuống biển, không có nhấc lên nửa điểm ba hồ. Lâm Hiên tay trái khẽ nhếch, lại là một đạo pháp quyết đánh ra, theo Ngũ Long Tỷ trung, phun ra càng nhiều mây mù, giống như phải khổn, lại vây quanh. Ngô công giận dữ, một đầu đụng phải đi lên, lại bị bắn ngược trở về, nhưng thuận khế mà không tha, lại bắt đầu đấu đá lung tung. Xem ra sở liệu quả nhiên đúng vậy, nhà này phục linh thức tuy rằng không có bị hoàn toàn ma diệt, nhưng sở thẳng cũng là không nhiều lắm, cũng liền tương đương với một phần giai yêu thú, nếu không sẽ không khinh địch như vậy mắc mưu bác. Lâm Hiên khóe miệng biên lộ ra mỉm cười, thì thào tự nói. Vì thế kế tiếp mấy ngày, hắn liền thao túng Ngũ Long Tỷ thả ra mây mù, không ngừng đem thiên kiếp chi hỏa chọc giận. Thời gian chậm rãi trôi qua, bất tri bất giác mau quá khứ 3 ngày. Luyện công phòng. Lâm Hiên nhìn thấy Na Thiên Kiếp chi hỏa biến thành ngô công, trên mặt lộ ra đắc ý tươi cười. Cùng mới từ học ngọc khi đi ra so sánh với, đối phương có vẻ suy yếu lấy cực. Lâm Hiên lại là một đạo pháp quyết đánh ra, Ngũ Long Tỷ chật lóe, này ngũ sắc mây mù đột nhiên giống hai bên tản ra, một cái thông đạo xuất hiện ở tại ngô công trước mặt. Nếu đối phương có tương đương với nhân loại linh trí, khẳng định có thể xuyên qua là bẫy rập, đáng tiếc đối phương lại không chút do dự, sưu một chút liền chạy trốn đi ra ngoài. Lâm Hiên thấy vậy, mặt không chút thay đổi nhất bấm tay niệm thần chú, một đoàn nắm tay lớn nhỏ hỏa diễm, quỷ dị hiện ra đến. Bích quang lòe lòe, theo sau như đảng xác ấp trứng bình thường, này hỏa ở Lâm Hiên trước ngực bạo liệt mở ra, nhất con thước hứa trường chim nhỏ phóng lên cao, đón kia ngô công đánh móc sau gáy. Thiên kiếp chi hỏa lắp bắp kinh hãi, muốn tránh, đường lui cũng đã bị ngũ sắc mây mù cấp phá hỏng. Chim nhỏ mở ra khẩu, không chút do dự đem thuận nuốt rơi vào bụng. Lấy hỏa luyện hỏa, bất quá trước đó, Lâm Hiên trước dùng Ngũ Long Tỷ đem thiên kiếp chi hỏa năng lượng háo đi hơn phân nửa, như vậy luyện chế thời điểm hội thoáng thoải mái nhất điểm, nếu không bằng vào Bích Huyễn U Hỏa, còn không có nhiều ít nắm chắc. Theo sau thình thịch một tiếng truyền vào cái lỗ tai, chim nhỏ một lần nữa hoàn nguyên thành vẫn kính thước hứa hỏa cầu, mà ở hỏa cầu trung tâm, có một đoàn cây long nhãn lớn nhỏ chíp bạch hỏa diễm, vụt sáng. Lâm Hiên nhắm lại hai mắt, chân chính gian nan luyện chế quá trình, hiện tại bất quá vừa mới bắt đầu thôi. Đỉnh đầu phía trên thanh quang chợt lóe, một tấc hứa lớn nhỏ trẻ con đã phù quy y đi ra, vườn không công nộn tay nhỏ bé, liên tục bấm tay niệm thần chú huy động. Một đạo lại một đạo ngũ sắc pháp quyết, nhốt đánh vào đến kia hỏa diễm chi bạc khả kia trung tâm chỗ chích bạch hỏa diễm như trước ở không ngừng sao động. Nguyên Anh sắc mặt trầm xuống, không hổ là thiên kiếp chi hỏa, cái miệng nhỏ nhất trương, một đoàn thanh mênh mông vần sáng phục lên mà ra. Đây là hắn bản mạng chân nguyên, phun ra về sau, Nguyên Anh khuôn mặt nhỏ nhắn thượng khí sắc nhất thời bát đạm, bất quá Bích Huyễn U Hỏa nhưng thật ra tăng vọt đứng lên. Này Tiêu Bỉ Trường, thiên kiếp chi hỏa rốt cục cũng thành thật. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 1027. Thứ nhất thiên linh 20 thất chương. Bạn đang nghe truyện tại metruyenaudio.com. Thứ năm cuốn Thiên Vân Thập Nhị Châu thứ nhất thiên linh 20 thất chương tân Bích Huyễn U Hỏa Nguyên Anh trên mặt lộ ra vừa lòng vẻ, một lần nữa từ đỉnh đầu về tới Lâm Hiên đang điền chi. Lâm Hiên chậm rãi dương đôi mắt, 10 ngón như đánh đàn bàn biến ảo không thôi, một người tiếp một người pháp ấn ở trên hư không trung thành hình. Huyền ảo lấy cực, nhìn qua tràn ngập ma lực. Luyện công phòng có vẻ im lặng lấy cực, chỉ có Bích Huyễn U Hỏa cuồn cuộn không thôi. Quan âm cận tiếng, như nước năm xưa, đều nói tu luyện vô tuế nguyệt, bí thất môn nhưng lại bế quan 2 năm. Tại đây ở giữa, thật cũng đều không phải là không có người tu tiên theo phụ cận đi ngang qua, bất quá Lâm Hiên bày ra ảo trận vẫn là có chút huyền diệu, Nguyên Anh dưới căn bản là phát hiện không được mảy may, cho nên thật cũng không có cách tiến đến quấy rầy. Nguyệt Nhi cũng đến xem quá vài lần, bất quá tiểu nha đầu hiểu lắm sự, mỗi một lần đều khinh thủ khinh cước. Ngày này, Nguyệt Nhi lại lưu tiến vào, tuy rằng không thể cùng thiếu gia nói chuyện, bất quá ở bên cạnh nhìn thấy, Nguyệt Nhi cũng đã muốn thực thỏa mãn. Đợi ở thiếu gia bên người, nàng cảm giác bình an hỉ nhạc. Lúc này nàng giống như miêu mễ giống nhau, cuốn lui ở mật thất một góc, vẻ mặt dày ngủ. Đột nhiên, cô gái lông mi giật mình, giống như cảm giác được cái gì, chậm rãi theo trên mặt đất bò lên đến. Lâm Hiên chính khoanh chân mà ngồi, Bích Huyễn U Hỏa như trước huyền phù ở hắn đỉnh đầu trên không, nhưng mà cùng 2 năm tiền bất đồng, này hỏa nhan sắc đã thâm thúy tới rồi cực chỗ, nhìn qua liền giống như màu xanh biếc bảo thạch bình thường. Cứ việc chỉ có trứng chim lớn nhỏ, lại tản mát ra một cổ kẻ khác sợ hãi lực lượng. Nguyệt Nhi thân thể mềm mại lại có chút không tự giác phát run, nàng năng cảm giác được đến. Tự như đối mặt hậu kỳ đại tu sĩ linh áp giống nhau. Khả hiển nhiên, lửa ma là không nên có linh áp. Này đến tột cùng là cái gì, Lâm Hiên cũng không rõ ràng, nhưng hắn biết, dung hợp thiên kiếp chi hỏa, Bích Huyễn U Hỏa phi thường cường đại. Nói như thế nào đâu, liền giống như thoát thai hoán cốt, so với chính mình nguyên tiên dự đoán còn mạnh hơn đại. Nguyên Anh lại lên đỉnh đầu hiện lên mà ra, mở ra tiểu, hướng kia màu xanh biếc hỏa diễm phun ra một đạo thanh mênh mông cột sáng. Phốc, Bích Huyễn U Hỏa bay nhanh xoay tròn đi lên, nhưng lại hình thành một quyền đầu đại tiểu nhân hỏa diễm lốc xoáy. Theo sau khổng, trung tâm kia cuối cùng nhất lũ chích bạch sắc hỏa diễm chật lóe, rốt cục tiêu nặc không thấy. Đến tận đây, thiên kiếp chi hỏa đã bị hoàn toàn dung hợp, cùng Lâm Hiên ma viêm kết hợp nhất thể. Đau! Lâm Hiên hướng kia hỏa diễm lốc xoáy nhất điểm chỉ, bích quang trung, ma viêm một trận vặn vẹo, cùng với trong trẻo tiếng kêu to, một thước hứa trường chim chóc phóng lên cao, xuất hiện ở tại trong tầm mắt. Thiếu gia, đây là tân Bích Huyễn U Hỏa. Nguyệt Nhi hảo kỳ thanh âm truyền vào cái lỗ tai, đã muốn 2 năm không có đồng Lâm Hiên nói chuyện, tiểu nha đầu tuệ phá hủy. Ân. Lâm Hiên gật gật đầu, trên mặt không chút nào che giấu lộ ra vui sướng vẻ. Không biết uy lực như thế nào? Thử xem không phải hiểu biết. Lâm Hiên mỉm cười nói, theo sau tay áo thì nhất Phật, một mặt hoàng chanh chanh tấm trắng bay vút mà ra, này thuẫn hắn cũng không biết là từ đâu cái không hay ho tu sĩ trữ vật trong túi đoạt được, nhưng lực phòng ngự vẫn còn. Lâm Hiên một đạo pháp quyết đánh ra, này thuẫn linh quang chật lóe, không chỉ có chính mình thành lớn, còn thả ra một đạo hoàng mênh mông vân hà, kể từ đó, lực phòng ngự tự nhiên tăng lên không ít. Đi! Chiều Lâm Hiên thần niệm sử dụng, chim nhỏ cánh nhất phiến, không chút do dự chàng vào kia màu vàng vân hà bên trong. Giống như giấy, tiếp theo kia tấm trắng thế nhưng bắt đầu hòa tan, này. Nguyệt Nhi trố mắt cứng lưỡi, ngay cả Lâm Hiên này ma viêm chủ nhân cũng không từ lộ ra hoảng sợ vẻ. Đây là không phải cũng quá khoa trương. Đều biết này thuẫn chính mình tuy rằng chướng mắt, nhưng bình tâm mà nói, cũng là một. Không. Sai phòng ngự loại pháp chú ý, là phòng ngự loại, nói cách khác, vẫn là thực nại có, khả ngay cả khổn, đều xanh không hơn nhất hiệp, nếu gặp chính là đao kiếm loại tiến công pháp bảo kết quả liền có thể nghĩ. Dù sao luận cứng rắn trình độ, tiến công pháp bảo là xa xa so ra kém tấm chắn. Dung hợp thiên kiếp chi hỏa sau uy lực, so với chính mình tưởng tượng còn muốn lớn. Lâm Hiền trên mặt tràn đầy sắc mặt vui mừng, hắn tin tưởng có này hỏa, không cần thi ma cùng xuyên sơn giáp tương trợ, chống lại nguyên anh hậu kỳ đại tu tiên giả, đơn đã độc đấu, chính mình vị tất sẽ không có thủ thắng hy vọng. Điền Tiểu Kiếm tam màu huyền băng hỏa mặc dù uy lực vô cùng, nhưng tạp thượng này thoát thai hoán cốt sau Bích Huyễn U Hỏa. Nói lầm bầm, Lâm Hiền khóe miệng biên toát ra một tia bí hiểm tươi cười. Tấm chắn biến thành sắc thường, kia màu vàng vân hà cũng bị càn quét không còn, chim nhỏ cánh nhất phiến, một lần nữa về tới Lâm Hiền trước người. Nguyệt Nhi thấy tràn đầy hâm mộ, tiểu nha đầu cũng muốn tu luyện chính mình ma viêm, đáng tiếc luyện Bích Huyễn U Hỏa, phải phối hợp ăn tuyệt độc đan, mà chính mình ngay cả thân thể cũng không có, như thế nào năng đủ ăn cái gì đâu. Ai? Nguyệt Nhi thở dài, bất quá khuôn mặt nhỏ nhắn thượng rất nhanh lại toát ra vài phần hảo kỳ. Thiếu gia, ta cảm thấy được Bích Huyễn U Hỏa trừ bỏ uy lực bạo tăng bên ngoài, tựa hồ còn có một ít bất đồng. Ta cũng phát hiện. Lâm Hiền gật đầu, trên mặt toát ra vài phần khen ngợi, cùng trước kia cơ so với, Nguyệt Nhi thông minh rất nhiều, không hề là kia hung đại ngốc nghếch tiểu tử kia. Quả thật, cùng thiên kiếp chi hỏa hoàn mỹ dung hợp, Bích Huyễn U Hỏa đã sinh sản ra nhất điểm linh trí. Thiếu gia là nói, này hỏa giống kia biến hóa kỳ yêu tộc, đã xem linh trí mở ra. Nguyệt Nhi thần tình kinh, vô nghĩa, đương nhiên không phải, biến hóa kỳ yêu tộc thông minh trình độ, đủ để cùng nhân loại so sánh với, mà này hỏa mặc dù có nhất điểm linh thức, nhưng là cũng liền cùng nhất giai yêu thú không sai biệt lắm. Lâm Hiền tức giận nói. Nga. Nguyệt Nhi gật đầu, mắc cỡ le lưỡi. Bất quá. Lại làm sao vậy? Thiếu gia, ta là nói nếu này hỏa vẫn tiến hóa đi xuống, có hay không có thể ngưng tụ biến hóa, cuối cùng linh trí thậm chí có thể cùng nhân loại so sánh với. Nguyệt Nhi đưa ra một cái rất có ý nghĩa vấn đề. Này! Lâm Hiền gãi đầu, hắn thật đúng là không nghĩ quá, lý luận thượng là có thể, vạn vật đều có thể phong tiên. Cái gọi là vạn vật sinh linh, không chỉ có riêng là chỉ điểu thú trùng ngư, hoa cỏ cây cối, hỏa diễm tảng đá, thậm chí là nước chảy bùn đất, đều lúc này liệt, chẳng qua theo cổ đến nay, còn không có nghe nói qua hỏa diễm tiến hóa ra nhân loại trí tuệ tới. Bất quá vấn đề này, Lâm Hiền cũng không có nghĩ nhiều đi xuống, dù sao đối với chính mình, không có nhiều lắm thực tế ý nghĩa. Tuy rằng 2 năm đến sớm chiều ở chung, nhưng không thể nói chuyện, với là chủ tớ hai người rất là thân thiết, dễ dàng tán gẫu nổi lên một ít khác. Bên ngoài ảo trận vận chuyển như cũ, theo bề ngoài thượng xem, như trước là một tòa không chớp mắt núi hoang. Hết thảy đều thực tường cùng, đã muốn thật lâu không ai đến phụ cận đã tới. Đột nhiên, xa xa chân trời xuất hiện mấy quan điểm, ẩn ẩn không hề cường linh khí dao động, lại quá một lát, này quan điểm dần dần rõ ràng đứng lên, giống như phong trì điện, hướng về bên này bay vút mà đến. Tứ nam nhất nữ, thế nhưng tất cả đều là ngưng đan kỳ. Tại đây Lũng Nam nơi, bình tâm mà nói, cũng coi như thần thông không kém, khả bọn họ mỗi một nhân trên mặt, tất cả đều lộ ra sợ hãi lấy cực thần sắc. 5 người sở mặc phục sức giống nhau, thoạt nhìn, hẳn là cùng một môn phái người tu tiên. Mà ở phía sau bọn họ, ước 20 dặm hơn chỗ, có một đóa đám mây, chính không nhanh không chậm đi theo, 5 người mau, hắn cũng mau, 5 người phức, hắn cũng tốc độ hơi giảm, nhìn qua liền giống như miêu diễn con chuột bình thường. Vài vị sư huynh, lần này đại họa là ta một người sắm xuống dưới, khiến cho ta một người đối mặt tốt lắm, các ngươi mau chạy đi, trở lại tông môn về sau, nhượng cha mẹ thay ta báo thù. Nói chuyện, là duy nhất một gã nữ tu. Nàng này giống như vừa mới ngưng đan chưa lâu, nhưng nhìn qua, lại tuổi trẻ lấy cực, chỉ có tuổi, hơn nửa bộ dạng xinh xắn lanh lợi, tuy không phải tuyệt sắc mỹ nữ, nhưng không biết vì sao, cũng rất năng khiến cho nam nhân chinh phục dục. Chu sư muội, ngươi nói hưu nói vượng cái gì, chúng ta đi ra đến, tự nhiên cũng muốn cùng nhau trở về, thân là đồng môn, há có thể bỏ lại ta, huống chi ta thân sau cái kia lão gia này, nhất tham dâm háo sắc, dừng ở trong tay của hắn, ta biết chính là cái gì kết cục sao. 5 người trung, cầm đầu chính là nhất ục địch lão giả, thần tình tàn khốc mở miệng. Nhưng đi mau, kia lão quái vật trên người có thương tích, vị tất có thể đuổi theo ngươi ta, huống chi chúng ta 5 tên ngưng đang tu sĩ tụ cùng một chỗ, tốt xấu cũng có liều mạng lực, nếu là tách ra đi, chỉ biết bị hắn tiêu diệt từng bộ phận, một cái cũng đừng muốn sống. Lão giả biểu tình dữ tợn tới rồi cực chỗ, kia cô gái không dám nói thêm nữa, 5 người khẽ cắn môi, biến thành kinh hồng nhất thời lại nhanh nhất phân. Mặt khác vài tên nam tu không có mở miệng, nhưng biểu tình cũng đều có chút buồn bực, từ trong tâm mà nói, người tu tiên phần lớn là ích kỷ tên, kia cô gái chính mình sắm họa, chính mình gánh vác, bọn họ cầu còn không được, khả ở mặt ngoài, cũng không dám nói như vậy. Bởi vì này vị Chu Thiến Như, Chu sư muội phụ thân, không chỉ có là nguyên anh tu sĩ, vẫn là bổn phái tông chủ, bình thường thương yêu nhất chính là này nữ nhân, nếu nàng ra chuyện gì, chính mình mấy người kết cục có thể nghĩ, trục xuất sư môn đều là khinh, lộng không tốt còn có thể bị trừ hồn luyện phách. Có thể tưởng tượng nghĩ muốn sau lưng kia đuổi theo lão quái vật, mấy người biểu tình vẫn là có chút oán độc. Đều là thiện lương nhạ họa. Mọi người đều biết, tu tiên giới nhược nhục cường thực, nơi nơi đều là tinh phong huyết vũ, Lũng Nam khu thậm chí còn muốn kịch liệt một ít. Nhưng một khi bước trên tiên độ, ai mà không ở cho nhau tính kế, ít nhất Lâm Hiền chính là như vậy đi tới địa, khả lấy việc luôn luôn ngoại lệ, tỉ như là vị này tên là Chu Thiến Như cô gái, cũng rất thiện lương, thực hồn nhiên, loại tính cách này, đặt ở thế tục, thật cũng không sai, ít nhất sau khi lớn lên có thể làm nhất hiền thê lương mẫu, khả ở tu tiên giới, sẽ không thích hợp sinh tồn. Nhưng mà Chu Thiến Như vận khí không sai, quán thượng một đôi hảo cha mẹ, của nàng song thân đều là nguyên anh kỳ người tu tiên, phụ thân lại trung kỳ tu sĩ, là Tuyết Minh Môn đương đại tông chủ. Liền Vân Châu mà nói, Tuyết Minh Môn không tính là cái gì đại phái, nhưng ít ra tại đây phạm vi 10 vạn bên trong vòng, cũng coi như không nhỏ thế lực. Có cha mẹ đau sủng, Chu Thiến Như từ nhỏ không có ăn cái gì khổ, huyết vũ tinh phong lại nghe đều không có nghe nói qua, mà nàng này thiên tính không sai, không có dưỡng thành kiêu ngạo tính cách, ngược lại là phi thường thiện lương hồn nhiên cái loại này. Ở môn phái bên trong, này không có gì chỗ hỏng, cho dù mọi người cho nhau đấu đá, cũng sẽ không có ai ăn no xanh, đi đối phó trưởng môn hòn ngọc quý trên tay. Nhưng mà tu tiên giới dù sao thực tàn khốc, đối với vị này thiện lương nữ tu, môn phái bên trong, là thế ngoại đào nguyên, chỉ khi nào tới rồi bên ngoài. Nàng này phó thiện lương tinh khiết toàn tính cách, lại xông ra di thiên đại họa. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 1028. Thứ nhất thiên linh 20 bát chương. Bạn đang nghe truyện tại metruyenaudio.com. Ngũ cuốn Thiên Vân Thập Nhị Châu thứ nhất thiên linh 20 bát chương hảo tâm bạn chuyện xấu này cha mẹ mừng rỡ, lúc này đây, cố ý nhượng nàng đi theo vài vị sư huynh đi ra làm việc, mục chính là nhượng nữ nhân lịch lãm một chút, bọn họ bình thường tuy rằng thực sủng ái nữ, nhưng là hiểu được ngọc không mài, không nên thân. Đương nhiên, chọn lựa nhiệm vụ không có gì nguy hiểm, nhưng lại cố ý phái 4 gã ngưng đan kỳ đệ tử đi theo, càng ngày vạn vô nhất thất, khả trên đường vẫn là xảy ra chuyện. Về phần nguyên do, còn lại là Chu Thiến Như sắm hạ đại họa, đương nhiên, nàng nguyên bản là xuất phát từ thiện lương hảo tâm sự tình còn muốn theo hôm nay buổi sáng nói lên. Bởi vì nhiệm vụ không vội, cho nên bọn họ buổi tối có đóng quân dã ngoại nghỉ tạm, buổi sáng Chu Thiến Như đứng lên về sau, ở phụ cận tản bộ, lại không biết nói sao ma xui quỷ khiến tiêu sái vào vừa ẩn bí sơn cốc, nữ hài tử hảo kỳ, Chu Thiến Như liền tự chủ trương hướng ở chỗ sâu trong đi đồng. Kết quả phát hiện nhất cấm chế. Hay là có đồng đạo ở trong này? Chu Thiến Như tuy rằng là lần đầu tiên rời đi Tuyết Minh Sơn, nhưng tu tiên giới quy củ vẫn là hiểu được, biết mạo muội xâm nhập dễ dàng khiến cho cút mắt, vì thế chuẩn bị rời khỏi, khả khắp tại đây khi, một trận rên rỉ truyền vào cái lỗ tai. Lòng hiếu kỳ quấy phá, nàng này lược nhất chần chờ, lựa chọn giống thanh âm phát ra địa phương đi đến. Kết quả liền phát hiện nhất dung mạo anh tuấn, ước chừng 30 xà tuổi thư sinh nằm đến tại, thần tình thống khổ, ánh mắt trong lúc đó ẩn ẩn hiện ra một tầng hắc khí. Tẩu hỏa nhập ma. Chu Thiến Như tốt xấu cũng là ngưng đan kỳ mâu tiên giả, liếc mắt một cái liền nhìn ra người này là bởi vì tu luyện công pháp không lo làm cho thực vô nghịch chuyển. Tuy rằng không có ngã xuống, nhưng tình huống cũng là thập phần nguy cấp. Nếu đổi một gã người tu tiên, tự nhiên hội thì chỉ lên trời đưa tới lễ vật, còn có cái gì đâu có, đương nhiên là thừa dịp hắn bệnh, phải hắn mệnh, trước đem thư sinh diệt, sau đó lại nhìn trữ vật trong túi có gì thu hoạch. Này không có gì hay do dự, tu tiên vốn là nghịch thiên mà đi, gặp lợi vong nghĩa là tái bình thường bất quá khả Chu Thiến Như không có làm như vậy, nàng này thiên tính thiện lương, từ nhỏ lại có cha mẹ che chở, huyết vũ tinh phong chưa từng trải qua quá, nào biết đạo thế đạo hiểm ác. Nàng không chỉ có không có nhân cơ hội giết người thưởng bảo, ngược lại từ trong lòng lấy ra một đan dược. Bởi vì người này thực vô nghịch chuyển, cũng không biết là cái gì cấp bậc người tu tiên, bất quá mẫu thân luyện chế hộ tâm đan, hữu lý khí điều tức hiệu quả, vừa lúc khả dùng cho tẩu hỏa nhập ma. Nguyên người này ăn vào đan dược về sau, Chu Thiến Như yên lặng liền ly khai. Nguyên bản nghĩ đến việc này cáo một đoạn lạc, nào biết đạo mấy canh giờ về sau, kia thư sinh đột nhiên từ phía sau đuổi theo, cũng triển lãm ra kẻ khác sanh một cứng lưỡi tu vi, này thiếu chút nữa tẩu hỏa ngã xuống tên, cư nhiên là Nhất Nguyên Anh kỳ lão quái. Chu Thiến Như vừa mừng vừa sợ, người tốt quả nhiên là có hảo báo địa. Nhưng mà vị này thiện lương hồn nhiên nữ tu, hiển nhiên cao hứng đến có chút quá sớm, thấy rõ ràng kia thư sinh dung nhan, đại sư huynh cơ hồ sợ tới mức theo bán không trung rơi xuống. Tồi Hoa lão ma. Theo ngoại hiệu là có thể nghe ra người này xưa nay vi nhân như thế nào, này tuy rằng thích làm thư sinh cách ăn mặc, kỳ thật cũng nhất ma đạo người tu tiên, tham hoa háo sắc, thích nhất đem nữ tu chọc tới, làm như đỉnh lô, tùy ý thải bổ, có đôi khi, thậm chí ngay cả phàm nhân trung xinh đẹp nữ tử cũng không buông tha. Này xuất đạo tới nay, tai họa nữ tu không có 1000, cũng có bát bách. Hơn nữa lão ma không chỉ có háo sắc, còn tàn nhẫn ác độc, thích nhất làm kia lấy oán trả ơn chuyện. Nghe nói năm nào ấu là lúc, vốn là nhất cô nhi, vô y vô dựa vào, tự nhiên liền luân vi tên khất cái, cuộc sống cơ khổ, có một lần bởi vì cùng giả cẩu cướp đoạt thực vật, còn bị cắn thành trọng thương, vốn hắn sẽ chết, trùng hợp có nhất tu sĩ đi ngang qua. Ban cho đan dược đưa hắn cứu sống, sau lại thấy kẻ mà tư chất không sai, thu quy môn hạ, cũng đem một thân bản lĩnh, dốc túi tương thụ. Nếu đổi một người, khẳng định cảm động và nhớ nhung sư ân, nhưng này tên học thành về sau, lại mưu đồ nổi lên sư phó bảo vật, thế nhưng ở lão sư gia ân nhân nước trà bên trong hạ độc. Lúc ấy hắn đã là ngưng đan sơ kỳ, lão sư còn lại là ngưng đan hậu kỳ, nguyên bản chênh lệch không thể lộ trình kế, khả kia độc dược thực tại không phải là nhỏ, vì kia đáng thương tu sĩ cuối cùng chết ở nghịch đồ trong tay. Mà người kia tuy là nhân sở trơ trẽn, nhưng tu tiên thiên phú lại thật sao rất cao, mấy trăm năm sau, cư nhiên kết anh thành công, vì thế càng thêm đi ngược lại, hành động lớn chuyện xấu. Bởi vì hắn đem mỹ mạo nữ tu làm như đỉnh lô, thậm chí còn phải tội không ít tông môn đại phái, bị vài vị cùng giai tu sĩ liên thủ bao vây tiểu trừ quá. Tồi Hoa lão ma tự nhiên không địch lại, phiếu đánh thành trọng thương, khả hắn tu luyện công pháp bên trong, thực tại có vài loại lợi hại độn thuật, cuối cùng vẫn là bị người này chạy thoát. Ăn đau khổ, lão ma lúc này mới thoáng thu liễm, khả tục ngữ nói, cẩu không đổi được ăn thỉ, ngầm, hắn như trước hành động lớn chuyện xấu. Mà lúc này đây, lão ma muốn đột phá Nguyên Anh trung kỳ, bởi vì pháp lực không đông đảo, lại thoáng nóng vội, làm cho thực vô nghịch chuyển, rơi xuống cái tẩu hỏa nhập ma kết cục, nguyên bản đã nguy ở sớm tối, Chu Thiến Như không biết nặng nhẹ, hảo tâm bạn chuyện xấu, cứu lão ma. Mà người này, thật sự thuộc loại người xấu trung cực phẩm, không chỉ có không cảm kích, ngược lại thèm nhỏ dãi với ân nhân sắc đẹp, muốn đem Chu Thiến Như bắt đảm đương chỉ đỉnh lô. Cũng may này dù sao cương thoát khỏi tẩu hỏa, thần thông vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, nhưng dù vậy cũng không phải vài tên ngưng đan tu sĩ có thể ngăn cản, mấy người chỉ có thể quá ư sợ hãi, khả theo thời gian trôi qua đối phương đã đang không ngừng kéo vào bọn họ khoảng cách. Ục Bịch lão giả sắc mặt xanh mét vô cùng, hắn là 5 người trung duy nhất một vị ngưng đan hậu kỳ tu sĩ, lần này sư tôn nhượng chính mình mang sư muội đi ra lịch lãm, nếu tiểu sư muội có tốt ngạc. Hắn không dám nghĩ muốn đi xuống. Khả dựa vào đã biết mấy người thần thông, lại như thế nào đối phó được Tồi Hoa lão ma. Sau một lúc lâu, Ục Bịch lão giả cắn chặt răng, rốt cục đem trong lòng quyết định làm hạ. Vài vị sư đệ, tiểu sư muội, chúng ta đều đừng chạy thoát. Cái gì, không trốn, chẳng lẽ ở tại chỗ này chờ chết? Nói chuyện chính là đỏ lên phát tu sĩ. Hừ, tái trốn mới là muốn chết, tiểu sư muội nói qua, lão ma từng thiếu chút nữa tẩu hỏa, các ngươi không phát hiện theo thời gian trôi qua, hắn hơi thở chính đuổi dần tăng cường sao không, hiện tại thực lực của đối phương chưa khôi phục, chúng ta vị tất không có nhất hợp lại lực, nếu tiếp tục trốn đi xuống. Úc Bích lão giả trong lời nói không có nói hoàng, nhưng ở đây đều là ngưng đan tu sĩ, tự nhiên không có ngu ngốc, mặc dù Chu Thiến Như cũng gần là thiện lương khờ dại một ít, đương nhiên hiểu được lão giả trong lời nói hàm nghĩa. Đại sư huynh, kia theo ý kiến của ngươi, chúng ta làm sao bây giờ? Khi hồng phát tu sĩ mày nhất chọn, hoảng tái trốn chính là tử lộ một cái, không bằng bát nhất bát, phía trước có một tòa núi hoang, sơn thế đẩu tiểu, mượn dùng địa lợi, chúng ta cùng lão quái vật liều mạng, 5 người liên dị, vị tất không có hy vọng. Úc Bích lão giả liếm liếm khóe miệng, sắc mặt âm trầm đạo. Có đúng không đối phương là Nguyên Anh kỳ? Vậy ngươi lại có cái gì tốt chủ ý? Được rồi, chúng ta chợt nghe đại sư huynh, sống hay chết, lúc này vừa mới. Một khác mày rậm mắt to tu sĩ cắn chặt răng, đồng ý nói. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 1029. Thứ nhất thiên linh 29 chương. Bạn đang nghe truyện tại metruyenaudio.com. Thứ 5 cuốn Thiên Vân Thập Nhị Châu thứ nhất thiên linh 29 chương cảnh giới chênh lệch những người khác không có dị nghị, lúc này độn quang chợt lóe, cùng nhau dừng ở bên trái núi hoang. 5 người không có song song mà đứng, mà là ấn ngũ hành bát quái phương vị đứng chung một chỗ, hiển nhiên ở môn phái là lúc, liền từng diễn tập quá nên như thế nào liên thủ đối địch việc. Bất quá bọn họ biểu tình như trước không có mảy may thoải mái vẻ, dù sao sắp sửa đối mặt chính là Nguyên Anh kỳ người tu tiên. Nhưng lại là ác danh rõ ràng cái loại này. Đến tột cùng có vài phần bảo mệnh nắm chắc, kỳ thật ngay cả kia mang thất lão giả trong lòng cũng là không có để. Dùng hắn trong lời nói, chỉ có thể là tử trung cầu sống, liều mạng bát nhất bát. Gần sau một lúc lâu, nhất mẫu hứa lớn nhỏ đám mây tựu ra hít ở tại mi mắt trung. Không ngừng cuồn cuộn, ẩn ẩn có tiếng sấm chi âm truyền ra, thành thế kinh người tới rồi cực chỗ. 5 người sắc mặt càng phát ra tái nhợt, nhất là Chu Thiến Như, thân thể mềm mại thậm chí có điểm phát run, cũng không biết đến tột cùng là sợ hãi vẫn là khẩn trương duyên cớ. Mọi người đừng sợ, lão quái vật vừa mới vừa tẩu hỏa, còn không có hoàn toàn khôi phục, chúng ta 5 người liên thủ, chỉ cần cẩn thận một ít, thủ thắng vẫn là có cơ hội địa. Úc Bích lão giả chậm rãi nói, đương nhiên, này phiên nói, tuyệt đối có khuyết đại, một là cho chính mình cùng đồng bạn bơm hơi a, theo sau hắn tại hậu não trước vỗ, phun ra nhất ánh vàng pháp bảo đến, nhìn qua có điều, so sánh đáng chú ý, nhưng mà hình dạng lại có chút kỳ lạ, cư nhiên là một thanh mỏ chim hạt sư. Mặt khác vài tên người tu tiên, cũng đều tự đem khổ tu nhiều năm pháp bảo lấy ra, giờ này khắc này, tự nhiên không có na cái đứa ngốc còn dám giấu dốt. Trong lúc nhất thời, núi hoang đỉnh bảo quang sáng lạng, một cổ sơ sát tiêu điều khí, chợt hướng về bốn phía tỏ khắp mở ra. Âm vang. Kia mẫu hứa lớn nhỏ đám mây cũng rốt cục đi tới trước mắt, khoảng cách bọn họ bất quá hơn 100 trượng xa. Nhìn một chút như lâm đại địch 5 người, đám mây bên trong truyền đến một tiếng hừ lạnh. Kia thanh âm không lớn, khả Tuyết Minh phái 5 người lại như bị sét đánh, trên mặt biểu tình thống khổ vô không tốt, mau vận công bảo vệ tâm thần. Ục Bịch lão giả một tiếng hét lớn, hai tay bấm tay niệm thần chú, một tầng kim quang ở trước mặt hắn hiện lên, biểu tình lúc này mới thoáng hảo nhất nuốt. Mặt khác mấy người thực lực hơi yếu, nhưng vận công ở trong đan điền lưu chuyển nhất linh lúc sau cũng sẽ không có trở ngại, cũng may đối phương gần là muốn cho bọn hắn một hạ mã uy, cũng không có tái thừa cơ công kích, nhưng một cổ vô hình áp lực đã bao phủ phạm vi vài dặm. Nguyên Anh kỳ người tu tiên, liền nhân giới mà nói, đã là đỉnh nhân tiêm nhân tồn tại. Này lão quái vật khôi phục đến hảo mau. Ục Bịch lão giả trong lòng thập hàng, nhưng ở mặt ngoài, như trước duy trì trấn định, đối mặt cường địch, tự loạn đầu trận tuyến là thực ngu xuẩn địa. Hắn hướng về phía đỉnh đầu Ma Vân làm thi lễ. Tiền bối đại giá quang lâm, không biết gây nên chuyện gì. Hừ, tới rồi này nông nổi, ngươi tội gì còn cùng lão phu giả dạng cái gì, có lệ vô ích chỗ, thống khoái khoái đem bọn ngươi trung nữ tử giao ra, lão phu không phải không thể tha các ngươi một mạng. Ma Vân bên trong truyền đến nhất nam tử thanh âm, cũng không khó nghe, nhưng mà ngữ khí lại mang theo vài phần hung lệ cùng ngoan độc. Nghe đối phương nói được như vậy rõ ràng, Ục Bịch lão giả sắc mặt càng phát ra khó coi, khóe miệng biên lộ ra vài phần cười khổ vẻ. Tiền bối, Chu sư muội tốt xấu đối với ngươi có ân cứu, ngài tội gì? Hừ, lão phu thích nhất làm chính là lấy oán trả ơn việc, chẳng lẽ ngươi không rõ ràng lắm, không sai, không có nha đầu kia, lão phu dĩ nhiên tẩu hỏa, cho nên ta càng phải nàng làm như đỉnh lô, ai nhượng nàng mắc bị mù châu, cứu ai không hảo, càng muốn cứu lão phu này đại ác nhân đâu, ha ha a. Mà Vân Trung đắc ý tiếng cười truyền vào cái lỗ tai, vài vị Tuyết Minh môn tu sĩ không khỏi hai mặt nhìn nhau, tuy rằng tu tiên giới lấy oán trả ơn cũng không tính ngạc nhiên, nhưng dù sao vi nhân sở trơ trẽn, cho dù phải làm, cũng đại đô che lấp giấu, mà trước mắt lão quái vật, cũng không nghĩ đến liêm sĩ, phản nghĩ đến vinh, làm người xấu làm được như vậy nông nổi, coi như là cổ kim ít có. Chu Thiến Như lại cảm thấy hối hận, âm thầm tự trách, nếu không phải chính mình quá mức khờ dại, sao lại nhà hạ này di thiên đại họa. Đáng tiếc hiện tại tự trách cũng đã chậm, có không cùng chư vị đồng môn cùng nhau, sống quá trước mắt cửa ải khó khăn đâu. Tiền bối, ta biết ngài công lực thông huyền, khả ngài hẳn là cũng xem đi ra, vãn bối mấy người, đều. Hừ, thì tính sao, Tuyết Minh môn thực lực lược thật không kém, khả lão phu người cô đơn một cái, ngươi cho là có thể uy hiếp được ta. Ma Vân Trung thanh âm càng phát ra lạnh như băng, ẩn ẩn mang theo vài phần nổi giận, mấy không biết phân biệt tiểu tử kia. Tiền bối hiểu lầm, chúng ta cũng không dám đối ngài vô lễ, chính là nghĩ muốn nhắc nhở một câu, Chu sư muội chính là trưởng môn sư bá ái nữ, nếu ngài đem nàng bắt đi, cùng bổn môn tự thành không chết không ngừng kết cục, cho dù ngài là nguyên anh kỳ người tu tiên, tổng cũng nên ngẫm lại làm như vậy hay không đáng giá. Ục địch lão giả vừa đấm vừa xoa mở miệng. Cái gì, nhà đầu kia là Chu lão quái ái nữ? Ma Vân Trung thanh âm bị kìm hãm, rốt cục lộ ra, không sai. Ục địch lão giả trong lòng vui vẻ, nói không chừng thật có thể tá sư muội thân phận thoát khỏi nguy cơ, đối phương mặc dù không chuyện ác nào không làm, nhưng dù sao không phải ngu ngốc, vì chính là nhất nữ tử cùng bổn môn không chết không ngừng là thực ngu xuẩn địa. Nhưng mà hắn còn không kịp tùng một ngụm khí, cười to thanh âm liền truyền vào cái lỗ tai bên trong. Ha ha, lão phu lần này thật đúng là nhặt được bảo, nàng phụ thân là nguyên anh trung kỳ người tu tiên, nàng nếu là tránh ở Tuyết Minh trên núi lão phu còn này thật không dám lấy nàng như thế nào, muốn trách thì trách nha đầu kia mệnh không tốt, Chu lão quái nữ nhân, đem cho rằng đỉnh lô nói vậy hồi rất có cảm giác thành tựu. Các hạ không sợ cùng bổn môn trở thành tử địch sao? Lão giả sắc mặt khẩn trương. Có cái gì phải sợ, nguyên bản ta còn tính toán các ngươi nếu nghe lời, chính là thả các ngươi một con ngựa, hiện tại thôi vậy. Tự nhiên là đem bọn ngươi diệt, sau đó tái đem nàng này cướp đi, không có người chứng kiến, ai sẽ biết Chu lão quái nữ nhân ở lão phu trong tay. Ma Vân Trung thanh âm kiêu ngạo vạn phần mở miệng lời còn chưa dứt, kia đám mây một trận cuồn cuộn, 13 thập dư tuổi thư sinh xuất hiện ở tại mi mắt trung, bình tâm mà nói, dung mạo còn mang anh tuấn, khả ánh mắt trong lúc đó, đã có một cổ tà khí quanh quẩn. Không cần phải nói, tự nhiên là Tồi Hoa lão ma. Động thủ. Không thể tưởng được này lão quái vật, so với trong truyền thuyết còn muốn tà ác ngoan độc, sự tình tới rồi này từng bước, tái cầu xin tha thứ cũng không có tác dụng, chỉ có thể cùng đối phương liều mạng. Ục địch lão giả hét lớn một tiếng, hai tay nâng lên, ngón trỏ cùng ngón cái hung hăng về phía trước điểm đi, kia mỏ chim hạt sự chật lóe, một đoàn màu vàng quang ảnh huyễn hóa ra đến, mặt khác vài tên tu sĩ cũng không dám chậm trễ, trong lúc nhất thời, linh quang chói mắt, vài món pháp bảo làm thành một vòng, hùng hổ đem Tồi Hoa lão ma vây quanh ở trung gian. Châu chấu đá xe. Tồi Hoa lão ma trên mặt lại không hề sợ hãi, lão gia hỏa này, thậm chí liên tục pháp bảo cũng không có lấy ra, chỉ thấy hắn vươn hai tay, động tác đại kiều đại hạp, tư thế phong cách cổ xưa, chậm rãi về phía trước đẩy dời đi. Ầm vang long. Nhất vây hắc sắc hỏa diễm xuất hiện, theo sau hóa thành mấy đầu quái thú, phi sư phi hổ, không chút nào sợ hãi cùng mấy người pháp bảo tranh đấu. Mà lão quái vật chính mình, tắc ngồi yên mà đứng, vẻ mặt ngạo nghễ học bộ dáng, chính là kia ánh mắt, không ngừng ở Chu Thiến Như dạo tốt dáng người thượng phiêu đến phiêu đi. Nhà đầu, ta khuyên ta bó tay chịu trói, còn có thể ăn ít một ít khổ sở, về phần các ngươi mấy, nếu thức thời trong lời nói, hãy mau tự sát, nếu không trong chốc lát bị lão phu bắt được, không thể thiếu trừ hồn luyện phách, hảo hảo tra tấn một phen. Tồi Hoa lão ma kiêu ngạo thanh âm truyền vào cái lỗ tai. Tuyết Minh môn mấy người vừa sợ vừa giận, thần thông ra hết, khả nguyên anh kỳ cùng ngưng đan kỳ kém cự thật sự không thể so sánh nổi, trừ bỏ Bách Độc thần quân như vậy nghịch thiên nhân vật, đó là Lâm Hiên năm đó, cũng là ngưng kết mà anh thành công về sau, mới dám cùng nguyên anh kỳ lão quái ngạnh khiên. Thiếu gia, ngài còn không ra tay, bất nhiên khiến cho tiểu tỳ giáo huấn một chút lão gia hỏa kia. Nguyệt Nhi thanh âm truyền vào cái lỗ tai, mang theo vài phần lòng đầy căm phẫn vẻ, tuy rằng người tu tiên trung người tốt không nhiều lắm, nhưng giống trước mắt như vậy tội ác tày trời bại hoại nhưng cũng thực tại hiếm thấy. Hoảng cái gì, thả nhìn kỹ hẳn nói. Lâm Hiên chủ tớ, liền giấu ở cách đó không xa một khối cự thạch sau lưng, bất quá lấy hắn ẩn nấp thuật, đừng nói vài tên ngưng đan kỳ người tu tiên, cho dù là Tồi Hoa lão ma, cũng không có phát hiện chút dị thường. Cường trung đều có cường trung thủ. Song phương lại tranh đấu một lát, kia lão quái vật rốt cục có chút không kiên nhẫn, đừng nhìn miệng hắn thượng nói được thoải mái, kỳ thật trong lòng mặt, đối với Chu Thiến Như thân phận cũng có chút kiên kỵ. Này phụ mẫu đều là nguyên anh kỳ người tu chân, lại có lớn như vậy một cái tông môn làm chỗ dựa vững chắc, hơn xa đã biết dạng người cô đơn có thể sánh bằng, tin tức một khi tiết lộ đi ra ngoài. Tuy nói này bên trong chỗ hoang vắng, khả khó bảo toàn trong chốc lát không ai đi ngang qua nơi này, tóm lại càng kéo dài đối chính mình bất lợi, nghĩ đến đây, hắn trên mặt hiện ra thâm hàn sát khí. Mở ra khẩu, phun ra nhất màu vàng viên cầu, hào quang tản ra về sau, cũng nhất kéo hình dạng pháp bảo, ước có thước hứa trường, mặt ngoài lóe ra u quang. Ha hả, ngươi đã nhóm bất hạnh tiếu sát, nguyện ý nhiều chịu tra tấn, lão phu sẽ thanh toàn các ngươi tốt lắm. Thấy cảnh này, 5 người trong lòng kinh hãi, ục ịch lão giả lại sắc mặt như màu đất, nguyên bản nghĩ đến hợp 5 người lực có thể nhất bát, không nghĩ tới nguyên anh kỳ người tu tiên nhưng lại lợi hại đến như thế nông nổi, hay là thật sự tránh khỏi vừa chết sao? Vừa định ở đây, đối phương đã xem kia kéo pháp bảo thả ra, răng rắc, đứng mũi chịu sào đó là mỏ chim hạt sự, cánh bị đối phương tiễn vi 2 nửa. Bản mạng pháp bảo bị hủy, ục ịch lão giả giống như đã bị đại chùy tạp hung giống nhau, sắc mặt xám trắng như tờ giấy, một búng máu tiếng văng lên đi ra ngoài. Theo sau Tồi Hoa lão quái dương lên thủ, hắc màu đỏ ma khí phun ra nuốt vào, lại một gã ngưng đan tu sĩ bị đánh cho hộc máu. Còn thừa 2 người quá sợ hãi, mang tương pháp bảo thu về, trong người tiền vũ đến mưa gió không ra, giờ này khắc này, bọn họ đã không có đảm lượng tái tiến công. Thực xin lỗi, vài vị sư huynh, là tiểu muội liên lụy các ngươi. Chu Thiến Như trên mặt hiện lên một tia buồn bã vẻ, một thanh khéo léo chủy thủ hoạt ra ống tay áo, nàng vươn bàn tay mềm, gắt gao cầm, theo sau không chút do dự hướng Tuyết Bạch Phúc thượng xẹt qua đi. Cùng với dừng ở này lão ma thủ trung, bị cho rằng đỉnh lô, quá kia sống không bằng chết cuộc sống, còn không bằng mình kết thúc, đáng tiếc phát sinh ở trong này hết thảy, cha mẹ cũng không rõ ràng, không thể vì chính mình báo thù. Sư muội, không thể. Ục ịch lão giả quá sợ hãi, có thể tưởng tượng cứu đã không còn kịp rồi, mà Tồi Hoa lão ma khóe miệng, lại lộ ra một tia cười lạnh. Muốn chết, nào có chuyện tốt như vậy, kinh ở lão phu trong tay, sống hay chết, ta nghĩ đến bức năng tùy vào chính mình. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 1030. Thứ nhất thiên linh 30 chương. Bạn đang nghe truyện tại metruyenaudio.com. Thứ nhất thiên linh 30 chương Nguyệt Nhi bảo nổi. Âm chưa lạc, lão chất chỉ điểm ra, Chu Thiến Như động tác đột nhiên động lại. Sang ưu vi kỳ thần bí dị thường pháp thuật giam cầm ở, chút không thể động đậy. Ha ha tiểu mỹ nhân, ta như thế nào bỏ được di tử đâu, như thế thiên hương quốc sắc, chẳng lẽ không phải bạo trân thiên vật, di vẫn là ngoan ngoãn làm lão phu đỉnh lô. Lão ma đắc ý tiếng cười truyền vào cái lỗ tai. Chu Thiến Như chỉ cảm thấy một cổ cảm giác mát từ đỉnh đầu trực truyền vào lòng bàn chân, sóng mắt bên trong lệ quang trong suốt, con phán năng lập tức chết đi, nhưng mà lại không động đậy một cây ngón tay. Ục ịch lão giả vừa sợ vừa giận, như thế nào năng mắt thấy sư muội chịu nhục, khả song phương thực lực chênh lệch quá lớn, đừng nói cứu người, hiện giờ hắn đã là nê Bồ Tát qua sông, tự thân khó bảo toàn. Tồi Hoa lão ma trong mắt hiện lên nhất mạc tàn khốc, hắn cũng không ý ở trong này nhiều làm trì hoãn, đang muốn thi thủ đoạn độc ác đem 4 người gạt bỏ, đột nhiên một tiếng cười lạnh truyền vào cái lỗ tai. Kia thanh âm không lớn, khả lão ma biểu tình lại ào ào động lại. Không có khả năng, phụ cận còn có khác người tu tiên, cư nhiên có thể đem chính mình thần thức giấu giếm được. Chẳng lẽ là, hắn ào ào xoay người thể. Ánh mắt ở phụ cận dao động, mặt chỉ lại nhìn không đến mảy may đắc ý, thủ nhi đại chi chính là ngưng trọng vô cùng. Người nào dám ở lão phu trước mặt giả thần giả quỷ. Các hạ liền điểm ấy tu vi. ngay cả tại hạ ẩn thân chỗ đều nhìn không ra, còn dám ở trong này dõng dạc sao? Lâm Hiên thở dài, chậm rãi theo cự thạch mặt sau đi ra. Nguyên Anh trung kỳ. Cảm ứng được Lâm Hiên trên người sở phát ra linh lực, Tồi Hoa lão ma biểu tình khó coi vô cùng. Nhưng người này, trừ bỏ tham dâm háo sắc, thật cũng là hung ác lệ nhân vật. Cũng không có như vậy thối lui, ngược lại mặt lộ vẻ không tốt biểu tình. Đạo hữu tránh ở một bên mơ ước, đây là ý gì, hay là muốn xen vào việc của người khác? Ta tránh ở một bên. Lâm Hiên ách nhiên thất tiếu. Thật sự là vừa ăn cướp vừa la làng, các ngươi quấy rầy Lâm mỗ thanh tu, ngược lại trách tội khởi ta này chủ nhân đến đây, ra sao đạo lý? Cái gì, nơi này là đạo hữu động phủ? Nghe Lâm Hiên nói như vậy, Tồi Hoa lão ma trên mặt không khỏi lộ ra ngạc nhiên vẻ, nơi này linh khí loãng. Đừng nói nguyên anh kỳ người tu tiên. Cho dù là trúc cơ kỳ tu sĩ cũng xem không trúng. Nhưng hắn nhãn châu xoay động, nhưng cũng không có trạc phá Lâm Hiên nói dối, ngược lại nở nụ cười. Thì ra là thế, kia thật sự là tại hạ lỗ mãn, cấp đạo hữu nhận, thả dung ta đem này mấy tiểu tử kia bắt, cấu, cào phải đi. Nguyên bản bởi vì Lâm Hiên xuất hiện mà mừng rỡ vài tên Tuyết Minh môn tu sĩ nhất thời sắc mặt như giấy trắng, ngẫm lại cũng là, chính mình cùng này thần bí thiếu niên không thân chẳng quen, đối phương như thế nào có thể vì chính mình mà cùng giai tu sĩ trở mặt đâu. Sự không liên quan mình, cao cao quải khởi, cho dù gặp chuyện bất bình. Chẳng lẽ còn trông cậy vào người tu tiên nhóm lòng mang nghĩa hẹp. Trường sinh mới là cuối cùng mục, không có ai hội vô duyên vô cớ giao thiệp với hiểm địa, mà cùng giai tu sĩ động thủ. Không thể nghi ngờ là nhất nguy hiểm hệ số rất lớn chuyện. Tồi Hoa lão ma đã nhe răng cười quay đầu đến, giờ này khắc này, hắn làm sao còn dám trì hoãn, đang muốn thi triển lôi đình thủ đoạn đem vài tên tu sĩ diệt trừ, Lâm Hiên lười biến thanh âm truyền vào cái lỗ tai. Chậm đã, Lâm mỗ khi nào thì nói qua cho phép ngươi ở trong này đã thương người. Lời này vừa nói ra, vài vị ngưng đan kỳ tu sĩ hai mặt nhìn nhau, trên mặt biểu tình vừa mừng vừa sợ, mà Tồi Hoa lão ma tâm lại đi bước một chìm vào đáy cốc, hắn chậm rãi xoay người thể. Đạo hữu đây là ý gì? Ý gì? Đạo hữu chẳng lẽ nghe không hiểu sao? Này mấy tiểu tử kia mệnh, tại hạ quyết định bảo. Lâm Hiên cầm khẽ nhếch, lạnh lùng nói. Các hạ hay là cùng bọn chúng tình bạn cố tri? Vô nghĩa, đương nhiên không có. Vậy ngươi là Tuyết Minh môn bằng hữu? Đạo hữu không cần đoán, cái gì Tuyết Minh môn, Lâm mỗ nghe đều không có nghe nói qua, cũng không đặt ở trong mắt. Vậy ngươi vì sao phải cùng ta đối nghịch, chẳng lẽ nói? Tồi Hoa lão ma khóe miệng biên lộ ra một tia cổ quái vẻ. Ngươi cũng coi trọng này họ Chu nha đầu. Lâm Hiên không khỏi bị kìm hãm, không nói gì, này lão ma chân đương mỗi người đều là hắn như vậy háo sắc ngu ngốc. Lâm Hiên chưa phản bác, nhất xinh đẹp động lòng người cô gái đã xuất hiện tại giữa không trung, đây mới là chân chính là thiên tư quốc sắc. Chu Thiến Như tuy rằng cũng là mỹ nữ, nhưng cùng Nguyệt Nhi so sánh với, cho dù xa không kịp. Bất quá tiểu nha đầu hiện tại động tác, lại tuyệt không thuộc nữ, bàn tay mềm nâng lên, chỉ vào lão ma chóp mũi liền mắng đứng lên. Ngươi này lão bất tu, chỉ biết là lấy oán trả ơn tên vô lại, như thế nào năng lấy tiểu nhân chi tâm, độ nhà của chúng ta thiếu gia quân tử chi phúc, nhà của ta thiếu gia là người tốt, như thế nào hội khi nam bá nữ, sở dĩ xen vào việc của người khác, là bởi vì vi nhìn ngươi khó chịu mà thôi, trong chốc lát đem ngươi trừ hồn luyện phách, cho ngươi hiểu được làm người xấu là muốn trả giá đại giới. Lâm Hiên trợn mắt há hốc mồm, cùng Nguyệt Nhi ở chung cận 200 năm. Nhà đầu kia ở chính mình cảm nhận trung, luôn luôn đều là xinh đẹp đáng yêu, phi thường ôn nhu. Phi thường ngoan, không nghĩ tới cũng sẽ có như vậy bạo lực một mặt. Kỳ thật, cũng khó trách. Gần nhất, Tồi Hoa lão ma sở làm sự tình cho dù đặt ở tu tiên giới, cũng quá thái quá, thuộc loại hẳn là bị thiên lôi đánh xuống cái loại này. Lấy oán trả ơn đến như thế nông nổi, nhưng Nguyệt Nhi cũng có chút lòng đầy căm phẫn. Thứ hai, này lão ma na hồ không ra đề na hồ, lại còn nói thiếu gia nhìn trúng kia họ Chu nha đầu, tuy rằng biết rõ là nói bậy, nhưng không biết vì cái gì, Nguyệt Nhi trong lòng vẫn là có chút căm giận. Hừ, chính mình phải xinh đẹp nhiều lắm. Thiếu gia mới không phải cái loại này người ni. Vì thế không đợi Lâm Hiên nói chuyện, tiểu nha đầu trước hết nhảy ra đem Tồi Hoa lão ma vừa thông suốt thoá mạ. Mà nhìn thấy Nguyệt Nhi tuyệt sắc dung nhan, Lão ma trong mắt tràn đầy kinh diễm. Theo sau lại toát ra đáng tiếc, gần là âm hồn mà thôi. Hắn hít vào một hơi, bắt buộc chính mình theo Nguyệt Nhi mặt cười thượng tướng tầm mắt na đi, trước mắt còn có đại địch. Đạo hữu thật sự muốn cùng lão phu không qua được. Ngươi nói đâu, hay là nghĩ đến tại hạ ăn no không có việc gì, cùng ngươi ở chỗ này nói giỡn có thể nào? Lâm Hiên mày nhất chọn, cười lạnh đạo. Hảo, đã có đạo hữu người bảo đảm, ta liền cho ngươi mặt mũi. Thả bọn họ rời đi. Tồi Hoa lão ma thần sắc biến ảo cái. Không ngừng. Nhưng ít khi lúc sau, lại nói nhượng lại nhân đại hành động ngoại ngôn ngữ. Hắn không phải ngu ngốc, đối phương chính là nguyên anh trung kỳ tu sĩ, đó là kia âm hồn cô gái, cũng có ngưng đan hậu kỳ tu vi, hơn nữa Tuyết Minh Môn mấy người, một khi đã khởi đến, chính mình không chỉ có không hề phần thắng, thậm chí còn có thể là cái thảm bại trọng thương kết cục. Kỳ thật. Như thế phỏng chừng, Tồi Hoa lão ma cũng tự cho mình rất cao chút, dù sao hắn không biết Lâm Hiên thực lực. Ăn trộm gà có thể nào còn mất nắm gạo, lão ma ngoài miệng không nói, trong lòng lại oán hận không thôi, dù sao phóng mấy người trở về đi, chính mình cùng Tuyết Minh Môn đã xé rách khuôn mặt. Nhưng mà hiện tại loại tình huống này, hắn không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể hóa thành một đạo kinh hồng, bay về phía thiên không. Thứ lạp. Đã có tiếng xé gió truyền vào cái lỗ tai, một đạo màu xanh kiếm khí đối với hắn trảm lạc. Lão ma giận dữ, thủ vừa nhất, một khối tấm trắng bay đi ra, đem kiếm kia khí che ở bên ngoài, hắn nhìn chằm chằm Lâm Hiên. Một chữ một chút mở miệng. Đạo hữu đây là ý gì, ta đã cấp chừng ngươi mặt mũi, đạo hữu vì sao còn muốn cùng ta không qua được. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 1031. Thứ nhất thiên linh 31 chương. Bạn đang nghe truyện tại metruyenaudio.com. Thứ năm cuốn Thiên Vân Thập Nhị Châu thứ nhất thiên linh 31 chương lửa ma oai không qua được. Lâm Hiên trong mắt hiện lên nhất mạc hàng ý, tu tiên giới nhược nhục cường thực, ở Lâm Mổ trong mắt, đạo hữu cũng bất quá là cá nằm trên thớt mà thôi, sống hay chết, các hạ nghĩ đến còn tùy vào chính mình sao? Như thế kiêu ngạo, Tồi Hoa lão ma không khỏi tức giận đến răng nanh cả lạc băng vang lên, nhưng này lão quái vật, trừ bỏ háo sắc ngoan độc, cũng là rất có tâm cơ chính là nhân vật, cũng không có lập tức phát tác, ngược lại dùng một loại dè chừng và sợ hãi ánh mắt đánh giá khởi Lâm Hiên đến đây. Ta cùng với các hạ không oán không cừu, hay là đạo hữu thật muốn vì bọn họ xuất đầu, lão phu tu vi tốn ngươi một bậc, nhưng bức nóng nảy, cũng có thể cùng các hạ lưỡng bại câu thương. Lão ma nghiến răng nghiến lợi, này phiên nói lại vừa đấm vừa xoa, đáng tiếc Lâm Hiên đều không phải là bình thường trung kỳ tu sĩ, khóe miệng biên ngược lại lộ ra vài phần ý cười. Nga, ta đây hỏi hữu một vấn đề. Cái gì? Các hạ có thể có thượng giới truyền thừa xuống dưới linh phù, năng xuyên tu vi nháy mắt đề tới nguyên anh hậu kỳ. Không có. Tồi Hoa lão ma ngẩn ngơ, không rõ đối phương như thế nào đột nhiên nói ra như vậy một phen mạc danh kỳ diệu trong lời nói. Hừ, ta nghĩ cũng là, một khi đã như vậy, đạo hữu là có thể an tâm đi tìm chết, yên tâm, ta sẽ đem ngươi trừ hồn luyện phách, tuyệt không sẽ cho các hạ nửa phần chuyển thế đầu thai cơ hội. Lâm Hiên khiên sừng, bên môi lộ vẻ băng hàn cười lạnh. Việc này đã không thể thiện. Lão ma trên mặt che kín vẻ lo lắng, thân thủ tại hậu não vỗ, lại đem kia cổ quái kéo tế lên. Bất quá đối mặt Lâm Hiên vị này nguyên anh trung kỳ người tu tiên, hắn tự nhiên không dám có phần hào thác đại. Hai tay nhấc khát, trong miệng lẩm bẩm, theo sau ngón tay vi đạn, một đạo đỏ như máu sương mù bay vụt ra đầu ngón tay, dung nhập vào kia kéo bên trong. Đối mặt lão ma hành động, Lâm Hiên lại nhìn như không thấy, hai tay để sau lưng, đứng ngạo nghễ giữa không trung bên trong. Gặp Lâm Hiên như thế thác đại, lão ma không giận phản hỉ, trong miệng chú ngữ càng phát ra kính cấp, đột nhiên nhấc cắn lưỡi tim, phun ra khẩu nắm tay lớn nhỏ quỷ dị quan đoàn, mấp máy tốt không ngừng, liền giống như có vật còn sống bị nhốt với bên trong. Lâm Hiên ánh mắt híp lại, càng phát ra cảm thấy hứng thú, này lão quái vật chuyện xấu làm tuyệt, lại vẫn như cũ tiêu dao còn sống, xem ra quả nhiên là có vài phần đòn sát thủ. Tật. Theo lão ma nhất điểm chỉ, kia kéo một trận vặn vẹo, linh quang đại phóng, thế nhưng biến hóa ra một cái lưỡng thước đến trường cá sấu. Theo sau một ngụm đem kia bao vây lấy lão ma máu huyết quỷ dị quan đoàn nuốt đi vào. Bùm bùm bạo liệt thanh truyền vào cái lỗ tai, cá sấu hình thể cuồng trướng, trở nên có hơn 10 trượng trường, cả vật thể tản mát ra hung lệ cùng bạo u quang. Này đều không phải là bình thường biến hóa thuật, mà là phong ấn có yêu thú hồn phách ở trong đó, xem thành thế, tự hồ vẫn là biến hóa kỳ. Lâm Hiên đồng tử hơi co lại, mà lão ma đắc ý tiếng cười đã truyền vào cái lỗ tai. Các hạ cảnh giới so với lão phu cao một bậc lại như thế nào, này thì huyết hung ngạc thần thông, đủ để so sánh biến hóa kỳ giao long, hơn nữa lão phu, lấy nhị địch nhất, đạo hữu cảm thấy được còn có phần thắng sao, thức thời mau mau nhường đường, tái y kia mấy tiểu bối giao ra, người ta bản không oán không cừu, tội gì làm kia vô tình nghĩa tranh đấu. Vài vị Tuyết Minh môn tu sĩ trên mặt, lại lộ ra sợ hãi vẻ, nhưng mà Lâm Hiên đối Tồi Hoa lão ma uy hiếp, không chút nào không để trong lòng trung, cho dù nguyên anh hậu kỳ người tu tiên, hắn cũng có nắm chắc dùng lực, huống chi chính là sơ kỳ, vừa lúc dùng lão gia này, thử một lần Bích Huyễn U Hỏa thăng cấp sau uy lực. Trong lòng nghĩ như thế, Lâm Hiên vươn tay đến, thứ lạp một tiếng vang nhỏ, một tia màu xanh biếc hỏa diễm, xuất hiện ở tại hắn đầu ngón tay. Theo sau Lâm Hiên chậm rãi về phía trước nhất điểm đối phương cư nhiên động thủ trước, Tồi Hoa lão ma vừa sợ vừa giận, nhất bấm tay niệm thần chú, kia thật lớn cá sấu, cả người tản mát ra cùng bạo yêu khí, hung hăng cùng Bích Huyễn U Hỏa đánh vào cùng nhau. Hai người thể tích là như thế cách xa, thế cho nên lão ma căn bản là không có đem kia nho nhỏ ngọn lửa đặt ở trong mắt, nhưng mà làm hắn trợn mắt há hốc mồm chuyện tình đã xảy ra. Hai người tương khinh, kia nho nhỏ hỏa diễm, lập tức hừng hực thiêu đốt lên, đem hơn 10 trượng trường yêu ngạc, cả bao vây, mà có thể so với biến hóa kỳ yêu tộc quái vật, cư nhiên ngay cả dãy dụa đều không có, liền quỷ dị hóa thành tro tàn. Không có khả năng. Lão ma nhu nhu mắt. Cho dù là hậu kỳ đại tu sĩ anh hỏa, cũng không có như vậy đáng sợ uy lực. Lão quái vật sắc mặt có chút trắng bệch, vội vàng thủ vừa lật, một thanh đen thùi quỷ xoa tựu ra hiện tại chưởng gian. Một đạo pháp quyết đánh vào mặt trên, hắc quang chói mắt, hóa thành nhất lũ lệ mang, hung hăng thứ hướng Lâm Hiên bả vai. Lâm Hiên mày vi chọn, bấm tay vi đạn, lại là nhất lũ mảnh khảnh ngọn lửa bay vút đi ra. Quỷ xoa cùng với ba tiết, nháy mắt thế nhưng hòa tan lạc. Một lần còn có thể nói trùng hợp, hai lần. Tồi Hoa lão ma trên mặt không hề huyết sắc, rốt cục hiểu được, đối phương cũng không bình thường nguyên anh kỳ người tu tiên, khác thần thông tạm thời không nói, chỉ là này lửa ma, chính mình liền tuyệt đối ngăn cản không được. Lão ma tâm trung phát lạnh, nhưng là biết sợ hãi vô ích chỗ, hai tay không ngừng huy vũ, vô số hắc màu đỏ ma khí theo thân thể hắn bên trong cuồn cuộn mà ra, bên trong truyền đến thê lương tê rống, tự hồ còn cất giấu mấy đầu quái thú. Lâm Hiên lại nhìn như không thấy, tân Bích Huyễn U Hỏa uy lực quả nhiên không có nhượng chính mình thất vọng, chính là nguyên anh sơ kỳ người tu tiên, vì phòng ngự ở khổn, trước mặt đều không có tác dụng. Lâm Hiên tay trái vừa lật, lòng bàn tay bên trong xuất hiện một viên trứng chim lớn nhỏ hỏa diễm, hô một chút cháy bùng, nhất con màu xanh biếc hỏa mãng xuất hiện. Đi! Theo Lâm Hiên thần niệm sử dụng, này mãng xà mở ra bồn máu mồm to, chui vào trước người ma vụ chi rất nhanh, bên trong liền truyền đến kinh sợ rống to, tuy rằng tầm mắt bị che, nhưng lấy Lâm Hiên cường đại thần thức, như trước cảm ứng đến rành mạch. Lão ma tu luyện không biết cái gì pháp thuật, cư nhiên đem mấy đầu tam giai yêu thú luyện vì ma thi, hơn nữa uy lực so với khi còn sống càng tốt hơn, hơn nữa hẳn không sợ tử, đó là nguyên anh tu sĩ gặp gỡ cũng đau đầu vô flo. Nhiên vũ hiện giờ Bích Huyễn U Hỏa, mặc dù không dám nói đốt tận vạn vật, khả uy lực chi đại, nhưng cũng làm cho người ta nghẹn họng nhìn trân trối, khi mấy đầu ma thi nhất phát đi lên, đã bị dễ dàng hóa thành tro tàn. Theo sau hỏa mãn ngăn vĩ, ma khí bị điểm nhiên, cũng nhanh chóng hướng về Tồi Hoa lão ma lan tràn. Lão ma sắc mặt như màu đất, tự nhiên biết đại sự không ổn, oán độc nhìn Lâm Hiên liếc mắt một cái, vươn tay đến, nhất sờ thiên linh cái, nhất tướng mạo cùng hắn giống quá trẻ con hiện lên ở tại trên đỉnh đầu mặt. Lão gia hỏa này, thật cũng có vài phần kiêu hùng bản sắc, biết toàn thân trở ra là không có khả năng, cư nhiên cắn răng đem thân thể cấp buông tha cho rớt, dù sao, dựa vào nguyên anh thuấn di thuật, chạy trốn phải dễ dàng nhiều lắm. Chỉ thấy nguyên anh nhất trương cái miệng nhỏ, một hắc sắc hạt châu phục lên mà ra, rơi vào hắn thân thể mi tâm chỗ, theo sau kia thân thể kịch liệt hạo đẩu, cốt cách bạo liệt thanh âm truyền vào cái lỗ tai, cư nhiên biến thành một đầu sinh song sừng, mặt mũi hung tợn quái vật. Rõ ràng nguyên anh dĩ nhiên về hưu, khả hơi thở lại ngược lại tăng vọt tới rồi trung kỳ. Hơn nữa linh lực biến thành ma khí, cùng người tu ma khác nhau rất lớn, thật cùng chính mình gặp yêu ma, có như vậy vài phần cổ quái tương tự chỗ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 1032. Thứ nhất thiên linh 32 chương mời. Bạn đang nghe truyện tại metruyenaudio.com. Thứ năm cuốn Thiên Vân Thập Nhị Châu thứ nhất thiên linh 32 chương mời. Lâm Hiên mày nhất chọn, trên mặt lộ ra vài phần ngạc nhiên, cùng bình thường tu sĩ bất đồng, hắn không chỉ có am hiểu huyền môn chính tông thần thông, đối với chủng ma đạo quỷ dị bí thuật, đồng dạng đọc lướt qua không ít. Cái gọi là tu ma, tuy rằng không chỉ có là bắt chước yêu ma thần thông đơn giản như vậy, nhưng lẫn nhau trong lúc đó, cũng có thiên ti vạn lũ liên quan. Nghe nói mổ ta ma đạo bí thuật, còn có mời đến thượng giới ma khí chiếm được, do đó phát sinh cổ quái mà cường đại biến dị, không nghĩ tới nhất chính là nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, cư nhiên hội loại này đã muốn Tần Lâm thất truyền thần thông. Đem chính mình thịt khu biến thành yêu ma, theo sau nguyên anh lại hai tay bấm tay niệm thần chú, quỷ dị theo tại chỗ tiêu thất. Tồi Hoa lão ma không phải ngu ngốc, tự nhiên không tiếp thu vi chính là nhất ma hóa sau thân thể, có thể đã xem qua thần bí tu sĩ. Hắn này cử gần là muốn phải tranh thủ chạy trốn thời gian mà thôi. Lâm Hiên sâu kín thở dài. Thần niệm huy động, Bích Huyễn U Hỏa biến thành cự mãng liền đánh về phía ma khu, tay Lâm Hiên chính mình, tác vương tay đến, một thanh kiểu dáng phong cách cổ sư giáo ở trong lòng bàn tay hiện lên. Thanh quang chợt lóe, Kiêu Nguyên Anh liền nghiêng ngã lão đảo ở giữa không trung xuất hiện, trên mặt tràn đầy sợ hãi. Không có khả năng, ngươi năng phá vỡ thuấn di. Tiếp theo thê lương kêu thảm thiết truyền vào trong tai, thanh âm đến từ ma khu, cứ việc dùng bí thuật theo thượng giới mời đến ma khí quán thể, còn là chẳng không được Bích Huyễn U Hỏa một kích. Nguyên Anh sử màu có chút phát thanh, một cái đáng sợ ý niệm trong đầu ở trong đầu thành hình, chẳng lẽ tên này tu vi, đã có thể so với Nguyên Anh hậu kỳ. Trừ này bên ngoài, thật sự không thể giải thích. Nhưng rất nhanh, hắn liền tỉnh ngộ lại đây, chính mình hiện giờ, làm sao có thời giờ đi chậm rãi phỏng đoán, trước hết nghĩ biện pháp thoát đi hiểm cảnh nói sau. Khả đã muốn không còn kịp rồi. Lâm Hiên thi triển Cửu Thiên Hành Bộ, thân hình chật lóe, đã muốn đi vào hắn trước mặt, theo sau hai tay nhất chà sát, một mảnh thanh hà liền bay đi ra, nhưng không kịp phản ứng Nguyên Anh khóa lại bên trong. Theo sau Lâm Hiên quay đầu nhìn về phía bên trái, trải qua ma khí quán chú sau thịt khu, cường độ hơn xa cùng giai tu sĩ có thể sánh bằng, nhưng đối mặt ma viêm đáng sợ uy lực, vẫn là biến thành tro tàn. Tiếp theo cự mãng chợt lóe, hoàn nguyên thành trứng chim lớn nhỏ hỏa diễm, một lần nữa không có vào Lâm Hiên ở trong thân thể. Cả đấu pháp quá trình động tác mau lẹ, nói đến phức tạp, kỳ thật bất quá ngay lập tức công phu, vừa mới còn ngang ngược kiêu ngạo không ai bì nổi Tồi Hoa lão ma, ngay cả Nguyên Anh đều dừng ở vị này vô danh tiền bối trong tay. Vài tên Tuyết Minh môn người tu tiên, trên mặt tràn đầy kính sợ vẻ, không yên bất an chậm rãi bay qua đi. Tuy rằng đối phương ra tay cứu bọn họ, nhưng Nguyên Anh lão quái trung rất nhiều hỉ nộ vô thường người, cho nên bọn họ vận mệnh như thế nào, như trước vẫn là lưỡng nói. Chỉ có Chu Thiến Như trên mặt tràn đầy cảm kích vẻ, trong suốt phất một cái. Tiểu nữ Thiến Như, đa tạ tiền bối ân cứu mạng. Mặt khác bốn gã tu sĩ thấy, không dám chậm trễ, cũng vội tề xoát xoát quỳ xuống, hướng Lâm Hiên đại lễ lễ bái. Thôi, không cần đa lễ. Lâm Hiên khóe miệng biên lộ ra vài phần ý cười, gặp vị này tiền bối thần sắc hòa ái, mấy người không khỏi âm thầm nhẹ nhàng thở ra, biểu tình cũng có vẻ tự nhiên chút. Lâm Hiên không có nhiều xem mấy người, mà là tay trái vừa lật, một mặt bàn tay lớn nhỏ phiên kỳ hiện ra đến không cần phải nói, tự nhiên là thú hồn phiên, này bảo tuy là từ Nguyệt Nhi tế luyện, nhưng bởi vì chủ tớ huyết khế duyên cớ, Lâm Hiên giống nhau có thể thao tác tự nhiên. Mà nhiều như vậy năm qua hấp thu vô số hồn phách về sau, uy lực đã là không phải là nhỏ, chẳng qua Nguyệt Nhi hiện giờ tu vi quá yếu, cho nên phát huy không ra thập thành thần thông, chỉ khi nào cùng nàng kết anh thành công về sau. Theo kia phiên kỳ bên trong, lộ ra mấy cái chiếc đũa phẩm chất ma xà, này đó đều là ma khí ngưng kết mà thành, đem Tồi Hoa lão ma Nguyên Anh cắn, sau đó chậm rãi kéo vào ma phiên bên trong. Lão ma trong mắt tràn đầy hoảng sợ, nhưng mà lại không động đậy một cây đầu ngón tay, này lão quái vật chuyện xấu làm tuyệt, hiện giờ ở Lâm Hiên trong tay, rốt cục chiếm được ứng với có báo ứng. Cả quá trình, mấy tu sĩ mở to hai mắt nhìn, trên mặt tràn đầy kính sợ vẻ, nhưng tự nhiên không dám quấy rầy mảy may. Mà vi hoàng này hết thảy về sau, Lâm Hiền cả người thanh mang nổi lên, liền chuẩn bị phá không bay đi. Động phủ nếu bại lộ, đương nhiên không thể tiếp tục lúc này địa ngốc, tuy rằng diệt khẩu đối hắn mà nói, phi thường đơn giản, nhưng Lâm Hiền không phải thị sát người, trước mắt vài tên người tu tiên cùng hắn không oán không cừu, Lâm Hiền cũng sẽ không làm cho này nhất điểm việc nhỏ làm sát kẻ vô tội. Tiền bối, xin đợi cùng. Gặp Lâm Hiền nếu, Chu Thiến Như không khỏi khẩn trương, vội anh thần hé mở, nói ra giữ lại Ngôn cô nương còn có chuyện gì. Lâm Hiền xoay người lại, nhìn trước mắt cô gái liếc mắt một cái, vừa mới bắt lấy Tồi Hoa lão ma, lờ đãng gian hắn đã thi triển siêu hồn thuật, đối với song phương ân oán trải qua, đã muốn hiểu biết đến rành mạch, bình tâm mà nói, đối Chu Thiến Như vẫn là có vài phần hảo cảm, dù sao loại này thiện lương người tu tiên, hiện giờ đã cực kỳ hiếm thấy đương nhiên, này tính cách nàng nếu là không thay đổi, mặc dù có cha mẹ che chở, tiên đạo chi lộ nói vậy cũng sẽ không đi được quá xa. Tiền bối, ngài đại ân đại đức, đối với tiểu nữ tử còn có ta vài vị sư huynh có thể cứu chữa mệnh chi ân, nếu là bất khí, thỉnh đi tệ phái làm khách, ta song thân nhất định hồi hảo hảo cảm tạ của ngươi. Chu Thiến Như trong suốt nhất phút, thần tình thành khẩn vẽ mời nói. Đi Tuyết Minh Sơn, không có hứng thú, Lâm mỗ còn có việc, cô nương tự giải quyết cho tốt. Lâm Hiên mày nhất chọn, không chút do dự cự tuyệt đạo hắn vừa mới ra tay, gần nhất quả thật là xem Tồi Hoa lão ma khó chịu, thứ hai cũng là muốn thử xem Bích Huyễn U Hỏa thăng cấp sau uy lực như thế nào, lấy hắn thân gia dày trình độ, tự nhiên sẽ không để ý nho nhỏ báo đáp cái gì. Nói xong lời này, Lâm Hiên liền chuẩn bị phá không bay đi, nhưng mà cô gái kiều giòn thanh âm lại truyền vào cái lỗ tai. Tiền bối, nói vậy ngài là ngoại lai người tu tiên. Ngươi nói cái gì? Lâm Hiên biểu tình bị kìm hãm, ánh mắt cũng trở nên lợi hại đi lên. Tiền bối không cần kinh nghi, tiểu nữ tử không dám đối ân nhân có ác ý, gần là lung tung đoán mà thôi, dù sao trước kia bối thần thông, nếu là Lũng Nam bản địa tu sĩ, tiểu nữ tử nhất định từng nghe cha mẹ nhắc tới. Đạo hữu muốn nói cái gì? Lâm Hiên trên mặt lộ ra không kiên nhẫn vẻ, nhà đầu kia, thật đúng là không biết trời cao đất rộng, vừa mới tài ăn đau khổ, hay là lại muốn gây. Lâm Hiên cũng không có hứng thú cùng vài tên ngưng đan kỳ người tu tiên, ở trong này sách, biểu tình dần dần không tốt đi lên. Sư muội, tiền bối có việc, không cần ở trong này hồ nháo. Ục Bịch lão giả vội mở miệng quát lớn, tuy rằng lấy hắn lịch duyệt, cũng có thể nhìn ra, Lâm Hiên cũng không phải cái loại này tính cách cổ quái lão gia này, nhưng nguyên anh kỳ người tu tiên, năng thiểu trêu chọc, vẫn là tận lực thiểu trêu chọc vi diệu. Vạn nhất đem đối phương làm tức giận, kia lôi đình cơn giận, cũng không phải là bọn họ mấy nho nhỏ ngưng đan kỳ người tu tiên, có thể thừa nhận. Nhưng mà Chu Thiến Như thân là chưởng môn chi nữ, tính cách tuy rằng khờ dại chút, nhưng từ nhỏ bị song thân cùng các sư thúc bá phụng ở lòng bàn tay bên trong, cũng nhiều thiểu dưỡng thành một ít kiêu căng tính tình, sư huynh khuyên giải an ủi, cũng không có nghe đi vào, như trước môi anh đào hé mở. Tiền bối không cần tức giận, vãn bối là hảo ý muốn nói cho ngài một tin tức, tin tưởng tiền bối nhất định hội cảm thấy hứng thú. Nga. Lâm Hiên huyền phù ở giữa không trung bên trong, nhìn thấy cô gái tự tin khuôn mặt, nghe một chút thật cũng là vô phương. Nói. Hạ đầu tháng 8, ta Tuyết Minh Môn xà cử hành một hội nguyên anh cấp giao dịch hội, cả Lũng Nam khu giá cả tu sĩ, trừ bỏ đang ở bế sinh tử quan các vị tiền bối, cơ hồ tất cả đều sẽ tới tràng, không biết tiền bối có hay không hứng thú. Nguyên anh cấp giao dịch, hội tụ cả Lũng Nam tất cả tu sĩ. Không sai, tin tưởng sẽ có rất nhiều bảo vật, phường thị trung tuyệt đối là mua không được, tiền bối có hứng thú tiến đến nhìn xem sao. Chu Thiến thần tình thành khẩn mở miệng. Nếu là cùng giai đạo hữu tụ cùng một chỗ trao đổi bảo vật, Lâm mỗ tự nhiên không có sai quá lý do, vậy phiền toái vài vị đạo hữu dẫn đường. Lâm Hiên lược nhất suy tư, liền gật đầu mỉm cười. Tiền bối ngài quá khách khí, cùng ngài ân cứu mạng so sánh với, này bất quá là nhất tay chi lao mà thôi. Chu Thiến Như cúi đầu, thần tình cung kính nói. Chính là Ục Địch lão giả, mặt khác vài vị Tuyết Minh Môn tu sĩ cũng đều nhẹ nhàng thở ra, thậm chí ẩn ẩn còn có chút vui mừng, nếu có thể mượn cơ hội giao hảo vị này nguyên anh tu sĩ, đối bọn họ mà nói, tự nhiên có lớn lao ưu đãi. Sư muội lần này đánh bậy đánh bạ, không chỉ có không có gặp rắc rối, ngược lại lập công lớn. Tuy rằng bởi vì cảnh giới duyên cớ, bọn họ không thể nhận Lâm Hiên có bao nhiêu cường, nhưng theo này khinh miêu đạm tả nhẹ nhàng bâng quơ liền diệt giết Tồi Hoa lão ma đến xem, tuyệt đối không phải là nhỏ, có lẽ không phải bình thường trung kỳ người tu tiên. Ục Bịch lão giả như thế nghĩ, biểu tình càng phát ra cung kính. Theo sau cũng không có cái gì đâu có, 5 người cung kính ở phía trước dẫn đường, Lâm Hiền tắc hóa thành một đạo không chớp mắt thanh hồng, không nhanh không chậm đi theo phía sau. Ở giữa mấy người cũng thỉnh giáo hắn tính danh, này không có gì hảo giấu giếm, Lâm Hiền chi tiết bẩm báo, về phần lai lịch, vài vị ngưng đan kỳ tu sĩ cũng không phải đứa ngốc, đương nhiên không dám hỏi loại này cách kiên kỵ trong lời nói. Ngược lại là Lâm Hiền theo bọn họ trong miệng, biết được không ít Lũng Nam khu tin tức, trước kia tuy rằng cũng hỏi thăm quá một ít, nhưng xa không có như vậy kể lại. Khác không đề cập tới, nghe nói lần này đến Tuyết Minh Sơn tham gia giao dịch Nguyên Anh tu sĩ, còn có cận 100 người nhiều, Lâm Hiền không khỏi nghẹn họng nhìn trân trối, đây là không phải thái khoa trương. Hiểu ra, Lũng Nam bất quá nhất quận nơi, hơn nữa là có tiếng hoang vắng cằn cỗi, cương nhiên còn có thể có cận bách Nguyên Anh tu sĩ, Vân Châu quả nhiên không phụ tu luyện thánh địa tên. Bất quá cẩn thận ngẫm lại, cũng không chừng quái, tuy rằng chỉ có nhất quận, nhưng diện tích cũng có thể cùng U Châu so sánh với, phàm nhân mấy trăm triệu, người tu tiên mặc dù ngàn dặm mới tìm được một, nhưng lớn như vậy số đếm, nhưng cũng không ít, kỳ thật có thể tu đến Nguyên Anh kỳ, như trước là Long Phượng và Sừng Lân, số lượng nhất khổng lồ vẫn là linh động kỳ đệ tử, kế tiếp là trúc cơ kỳ tu sĩ. Nghĩ muốn phẫu, nơi này, Lâm Hiền cũng liền lâm vào thoải mái. Theo sau lại giống 5 người hiểu biết một ít việc, vài vị Tuyết Minh môn đệ tử, cố ý lấy lòng, tự nhiên là tri vô bất ngôn, ngôn vô bất tẩn, nhượng Lâm Hiền lấy được ít phỉ thiện. Nhất là nghe được ở Lũng Nam, còn có một đôi Nguyên Anh kỳ yêu tu huynh đệ, am hiểu luyện thể, Lâm Hiền lại ánh mắt hiếp lại, khóe miệng biên lộ ra vài phần như có như không ý cười. Theo đối phương trên người, nói không chừng có thể cho tới thích hợp luyện thể đan phương, chỉ cần có cũng đủ linh dược, chính mình ngưng kết yêu đan liền có hy vọng. Nguyên Anh hậu kỳ cũng không phải một chốc có thể đột phá, nhưng yêu đan một khi ngưng kết thành công, tu vi giống nhau có thể tăng vọt. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 1033. Thứ nhất Thiên Linh 33 chương. Bạn đang nghe truyện tại metruyenaudio.com. Thứ nhất Thiên Linh 33 chương Thiên Nhai Hải Các, Vân Trung tiên tử theo sau vài ngày, không có gặp gì ngoài ý muốn, thuận lợi lấy cực, trải qua hơn ngày liên tiếp không ngừng phi hành, một tòa cô linh ngọn núi ánh vào mi mắt bên trong. Núi này cao vạn trượng, cả vật thể bao trùm trong suốt băng tuyết, làm nổi bật chính ngọ dương quang, phản xạ ra đủ mọi màu sắc quang mang, có vẻ phân ngoại mỹ lệ, hùng vĩ lấy cực. Bất quá Lâm Hiền trên mặt nhưng không có chút ngạc nhiên, lấy hắn kiến thức, cho dù núi này cao tới đâu thập bội cũng không có gì rất giỏi. Tuy rằng khoảng cách thượng xa, bất quá lấy Lâm Hiền thị lực như trước có thể đem trên núi cảnh vật, đại khái xem cái rõ ràng, trừ bỏ một ít băng tinh dường như kiến trúc, tại nơi băng tuyết bên trong, cũng sinh trưởng không ít thực vật, có thậm chí cao lớn lấy cực, đối với kia đau đớn da thịt hàn ý, chút không có nửa phần sợ hãi. Lâm Hiền trong lòng vui vẻ, cực hàn nơi tuy rằng không thích hợp động thực vật sinh yểm, nhưng là có một chút thiên địa linh thảo, chuyên môn sinh trưởng tại đây loại nghiêm khắc địa phương, dược tính kỳ lạ, đối với luyện thể, có thật tốt hiệu quả, xem ra lần này thật đúng là chính là đến đúng rồi. Đương nhiên, kia hội tụ cả Lũng Nam cao giai tu sĩ giao dịch hội, cũng nhượng hắn có chút chờ mong. Dù sao, loại này cận từ Nguyên Anh kỳ tu sĩ tham gia việc trọng đại, sở xuất hiện vật phẩm quý hiếm, là bình thường phường thị thuốc ngựa cũng khó cập. Nguyên Anh tu sĩ cần vật phẩm, thường thường cũng chỉ sẽ xuất hiện ở cùng giai tu sĩ trong tay. Lại quá một lát, khoảng cách Tuyết Minh Sơn đã bất quá 10 dặm hơn, Ục Địch lão giả thanh âm truyền vào cái lỗ tai, mang theo vài phần khiêm tốn vẻ. Tiền bối, thả đợi chút, Dung Vãn bối phát ra truyền âm phù, nhượng môn trung sư phụ Thúc Bá tiến đến nghênh đón. Bất lạc. Lâm Hiền lắc lắc đầu, hắn cũng không thích phô trương cùng nghi thức xã giao, kia không có thực tế ý nghĩa. Tiền bối không cần chối từ, đây là hẳn là, không nói đến ngài công lực thông huyền, chính là vô anh trung kỳ người tu tiên, chỉ bằng ngài cứu tiểu nữ một mạng, cha mẹ cũng có thể đợi lấy khách quý chi lễ. Chu Thiến Như tiếp miệng hé mở, trên mặt tràn đầy thành khẩn ý. Mặt khác mấy người, cũng liên tục chỉ ấp, người tu tiên mặc dù bạc tình bạc ý, nhưng đối với Lâm Hiền ân cứu mạng, bọn họ cũng âm thầm cảm kích. Đều không phải là mỗi người đều là Tồi Hoa lão ma như vậy vô liêm sỉ đồ vật này nọ. Gặp mấy người biểu tình thành khẩn, Lâm Hiền thở dài, cũng liền tùy vào bọn họ đi. Gặp Lâm Hiên rốt cục đồng ý, Ục Địch lão giả không khỏi mừng rỡ, thân thủ vỗ, từ trong lòng lấy ra nhất trương truyền âm phù đến, đem thần thức chìm vào bên trong, một lát sau thủ vung, kia truyền âm phù liền hóa thành một đạo hỏa long bay về phía trước. Lâm Hiên mấy người tự nhiên sớm ngừng lại, liền như vậy lẳng lặng huyền phù ở giữa không trung bên trong. Lâm Hiên nhắm lại hai tròng mắt, đem cường đại lấy cực thần niệm thả ra, quả nhiên cảm giác được phía trước Tuyết Minh trên núi, có 50 dư cái nguyên anh cấp người tu tiên, còn có mấy ngày nữa chính là đầu tháng 3, tham gia giao dịch hội tu sĩ, đã kinh đến đây hơn phân nửa. Đương nhiên, Lâm Hiên thần thức, gần là đảo qua mà qua, không có nhiều làm dừng lại, này lão quái vật cũng vô pháp bắt giữ, nếu không bọn họ khẳng định hội nghẹn họng nhìn trân trối, nghĩ đến đây nguyên anh hậu kỳ người tu tiên. Cận đời ước bán chén trà nhỏ công phu, theo kia Tuyết Minh trên núi, liền bay vụt đến ba đạo chói mắt lấy cực kinh hồng, linh áp có chút không kém, hơn nữa phía trước một cái, cư nhiên là nguyên anh kỳ người tu tiên. Thập dặm hơn khoảng cách, giây lát cho đến, kia đạo lượng bạch sắc kinh hồng, tốc độ nhanh nhất, thiểm mấy thiểm, sẽ tới rồi trước mặt. Quan hoa thu liễm, lộ ra 14 thập dư tuổi đạo sĩ, dung mạo có chút anh tuấn, nhưng mà khóe mắt, lại ẩn ẩn có chút nếp nhăn, xem ra chân thật niên kỷ linh, cũng không phải rất nhẹ. Tham kiến cơ sư thúc. Vài vị tự minh môn tu sĩ, vội không mình hành lễ, chỉ có Chu Thiên Như biểu tình nhất tùy ý, sư thúc, như thế nào cha ta cùng ta nương cũng chưa đến, Lâm tiền bối đối như nhân chính là có thể cứu chữa mệnh chi ân. Di nha đầu kia, hoàn hảo ý tứ mở miệng, vừa ra khỏi cửa liền gặp rắc rối, lòng người hiểm ác, người xa lạ cũng có thể tùy tiện cứu đến, cư nhiên trêu chọc thượng Tồi Hoa lão ma. Theo truyền âm phù trung, kia cơ họ tu sĩ hiển nhiên đã xong giải sự tình trải qua, không khách khí mở miệng trách cứ, nhưng theo ngữ khí, cũng có thể nghe ra ngày thường bên trong, quả thật thực sủng sư điệt nữ. Chu Thiên Như thè lưỡi, không dám mở lại khẩu. Theo sau đạo sĩ xoay người, hướng Lâm Hiên thật sâu làm thi lễ. Đa tạ Lâm đạo hữu viện thủ, nếu không phải ngài trượng nghĩa cứu giúp, ta này mấy sư điệt chỉ sợ một cái cũng sống không được, đại ân đại đức, bổn môn nhất định hồi hảo hảo báo đáp, từ hôm nay trở đi, Lâm huynh chính là ta Tuyết Minh Sơn khách quý. Ha hả, cơ huynh khách khí, gặp chuyện bất bình, đầu đau tương trợ, Lâm mỗ cũng bất quá may mắn gặp dịp thôi, điểm ấy việc nhỏ, không cần đề cập. Thỉnh. Hai người đang ở khách khí, cô gái thanh âm lại truyền vào cái lỗ tai, không cần phải nói, là Chu Thiên Như. Sư thúc, cha mẹ vì sao cũng chưa đến đâu, chẳng lẽ ở trên núi tiếp đón khách quý, nhưng mặc kệ như thế nào, tổng cũng không nên vắng vẻ Lâm tiền bối. Cơ Huyền Sanh thở dài, nhà đầu kia thật sự là khẩu không ngăn cản, bất quá làm trò ngoại nhân, cũng không hảo quát lớn. Biệt nói bậy, môn chủ vợ chồng cũng không ở trong núi, nếu không Lâm đạo hữu đại giá quan lâm, vui mừng đều không kịp, sao lại có chậm trễ chi để ý. Cha mẹ đi ra ngoài. Không sai, môn chủ vợ chồng đi vận thành, nghênh đón nghiêm khách quý. Cơ Huyền Sanh chậm rãi nói, việc này thật cũng không có gì hay giấu giếm. Xa thành. Lâm Hiên nhướng mày, nhưng tuy rằng đến Lũng Nam khu không lâu, nhưng này địa danh nhưng cũng nghe nói qua, vị trí đồng dạng đại khái rõ ràng, khoảng cách Tuyết Minh Sơn, chừng thập dương ngàn dặm, có thể nói, căn bản là không ở nên phái thế lực phạm vi. Chạy như vậy xa, tiến đến nghênh đón khách quý, ai sẽ có lớn như vậy mặt mũi, chẳng lẽ là nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ. Lâm Hiên trong lòng kinh nghi, cũng may Chu Thiên Như đã đại hắn hỏi ra vấn đề này. Không phải đại tu sĩ, lại nói tiếp, người này vừa mới ngưng kết nguyên anh cũng bất quá vài năm quan âm, nhưng nếu luận thân phận, lại tôn quý vô cùng, cũng không hơn hậu kỳ đại tu sĩ. Thiếu gia, nên sẽ không là Điền Tiểu Kiếm đi. Nguyệt Nhi thanh âm truyền vào cái lỗ tai, Lâm Hiên cũng liên tục gật đầu, cương kết anh không binh lâu, thân phận tôn quý vô cùng, như thế nào nghe, đều có thể cùng Điền Tiểu Kiếm điều kiện trùng hợp cùng một chỗ. Lại nói tiếp, chính mình cùng hắn liên thủ diệt sát yêu ma về sau, kia tiểu tử liền lòng như lửa đốt khai lưu, dụng ý Lâm Hiên tự nhiên là trong lòng biết rõ ràng, sợ chính mình đối hắn bất lợi. Nghĩ đến đây, Lâm Hiên lắc lắc đầu, cùng Điền Tiểu Kiếm cũng hợp tác quá vài lần, về phần hai người quan hệ, tắc phức tạp khó hiểu, là địch là bạn, rất khó nói đến thanh. Tuy rằng Lâm Hiên cũng kinh ngạc Điền Tiểu Kiếm lớn dần chi nhanh chóng, nhưng nói thật, chưa bao giờ nghĩ tới bởi vì này nhất điểm sẽ đưa hắn diệt sát. Nhân không đáng ta, ta không đáng nhân, dù sao chính mình cùng Điền Tiểu Kiếm chưa bao giờ trở mặt, huống chi hắn tu luyện nhanh chóng lại như thế nào, Lâm Hiên tự tin có thể đem tiểu tử này ngăn chặn, tu tiên giới thiên tài như hải đi, chính mình tổng không thể nơi nơi làm sát kẻ vô tội. Làm như vậy không phải phòng bị với chưa xảy ra, mà là bất tự tin biểu tình, thả dễ dàng lưu lại tâm ma, thật không đủ thủ. Sư thúc, ngài đừng thừa nước đục thả câu, cha mẹ đến tột cùng đi nghênh đón ai, vị kia Nguyên Anh sơ kỳ tiền bối, có lớn như vậy mặt mũi. Thiên Nhai Hải Các Vân Trung Tiên Tử. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 1034. Thứ nhất Thiên Linh 34 chương. Bạn đang nghe truyện tại metruyenaudio.com. Thứ năm cuốn Thiên Vân Thập Nhị Châu thứ nhất Thiên Linh 34 chương Thiên Nhai Hải Các, ly hợp oai cái gì? Mặc dù lấy Lâm Hiên lòng dạ, chợt nghe thấy tên này, cũng không từ quá sợ hãi, biểu tình cuồng biến đi lên. Thiên Nhai Hải Các, Vân Châu tiên tử. Không sai, hay là Lâm huynh nhận thức? Cơ Huyền Sanh ngẩn ngơ, biểu tình trở nên có chút cổ quái. Đương nhiên không nhận biết, chẳng qua chợt nghe thấy Thiên Nhai Hải rộng rãi, cảm giác có chút rung động thôi, Lũng Nam chỗ hoang vắng, bảy đại tông môn không phải cũng không nhúng tay sao không, vị kia Vân Trung tiên tử tới nơi này làm gì? Lâm Hiên nhướng mày, như vậy nói, hắn cùng với Thung Nghiên Giang gút mắt, tự nhiên sẽ không ngây ngốc nơi nơi tuyên dương. Bất quá kinh hỉ lúc sau, một cái nghi vấn lại hiện lên ở trong đầu. Vị kia Vân Châu tiên tử thật sự chính là chính mình trong lòng suy nghĩ cố nhân, có thể hay không gần là ngoại hiệu tương một L. Cũng khó trách Lâm Hiên sẽ có này nghi hoặc, dù sao liền cảnh giới mà nói, Tần Nhiên thiên tư tuy rằng cũng là vạn năm khó gặp, nhưng nhanh như vậy đi ra Nguyên Anh kỳ vẫn là có chút bất khả tư nghị. Còn có Na Thiên Nhai Hải Các, ở bảy đại tông môn bên trong, là nhất thần bí một cái. Nghe nói này tông môn ở hải ngoại một tòa tiên đảo, nghiêm khắc mà nói, cũng không thuộc loại Vân Châu thế lực phạm trù, mà bị thuộc sở hữu tới rồi hải ngoại môn phái bên trong. Thiên Nhai Hải Các, cũng là theo thượng cổ thời kỳ truyền thừa xuống dưới, nghe nói môn trung chỉ có nữ tu, nam tử đó là có dù cho linh cái tư chất, cũng không có thể bái nhập trong đó. Bên trong mỹ nữ như mây, hơn nữa sợ chiếm cứ tiên đảo có đủ loại thiên tài địa bảo, một ít linh vật, thậm chí là đất liền sở không có, du. Mỹ nữ, linh dược, dị bảo, này tam dạng gia cùng một chỗ, đủ để đưa tới vô số cường đại thế lực ký mặc dù Thiên Nhai Hải các vị cư bảy đại tông môn cũng, dạng. Một mình một cái môn phái gia tộc, khẳng định không phải đối thủ, nhưng nếu có rất nhiều liên hợp. 500 năm trước, liền phát sinh quá như vậy biến cố, Vân Châu đất liền, cùng với hải ngoại thật to nho nhỏ tông môn cùng sở hữu 81 cái, hơn nữa một ít nổi tiếng tà ác tán tu, kết thành liên minh, tiến đến tấn công Thiên Nhai Hải Các, cướp đoạt linh địa bảo vật, về phần mỹ nữ, tự nhiên là làm như đỉnh lô, người tu tiên bên trong thật là tốt màu đồ đệ, giống nhau rất nhiều. 81 gia tông câu đối hai bên cửa thủ, thanh thế có thể nghĩ, sổ vạn kế tu sĩ, trong đó Nguyên Anh hậu kỳ đại tu tiên giả, cùng sở hữu cái, hơn nữa mười mấy tên sơ kỳ cùng trung kỳ lão quái vật thực lực đã muốn xa xa vượt qua Thiên Nhai Hải Các. Ít nhất mặt ngoài như thế. Lúc này đây bọn họ tình thế bắt buộc, muốn đem tiên đảo cướp sạch không còn. Duy nhất lo lắng chính là, bảy đại tông môn ân oán gút mắt, ngày thường bên trong, tuy rằng cho nhau đấu đá không ngớt, nhưng loại này thời khắc mấu chốt, hội phủ viện thủ, cũng là lưỡng nói. Nhưng rất nhanh, này lợi dục huân tâm lão gia này để lại quyết tâm đến đây, theo bọn họ phái ra thám tử hồi báo, lục đại tông môn án binh bất động, chút không có dấu hiệu viện thủ. Này không thể nghi ngờ là nhất lợi tin tức tốt, ngẫm lại cũng không ngạc nhiên, Thiên Nhai Hải các cô huyền hải ngoại, cùng lục đại tông môn lui tới vốn tự ít đi, viện bất đầu thủ đều ở tình lý bên trong. Giống như đã thấy vô số linh dược, dị bảo, còn có mỹ nữ bị bọn họ lãm trong ngực trung. Vì thế, 81 gia tông môn tạo thành liên minh hùng hổ, sát hướng về phía Thiên Nhai Hải Các, trong đó một ít tiểu nhân tông môn gia tộc, đệ tử lại thần tình vẻ hưng phấn. Thiên Nhai Hải các nữ tu, bình thường là cỡ nào cao ngạo, cho dù lẫn nhau cảnh giới giống nhau, tỉ như nói đều là trúc cơ kỳ, khả một cái là tiểu tông môn tu sĩ, một cái là bảy đại thế lực một trong đệ tử, thân phận cũng không khả đồng nhật mà ngữ. Người khác ăn thịt, bọn họ tổng cũng có thể uống điểm than. Ngẫm lại có cơ hội ngang hàng khi cần ngưỡng mộ nữ tu làm như đỉnh lô, bọn họ trên mặt tràn đầy tà ác vẻ hưng phấn. Về này chiến miêu tả, Lâm Hiên là ở một quyển điển tịch thượng nhìn đến, kỳ thật cả Vân Châu tu tiên giới, cũng truyền lưu thậm quảng, lúc ấy, đừng nói kia 81 gia tông môn tu sĩ, hăng hái, nghĩ đến sang bằng tiên đảo, bất quá là nhất tay chi lao, đó là không có tham gia này dịch tông môn gia tộc, cũng nghĩ đến thiên nhai hải cát, chạy trời không khỏi nắng. Dù sao thế lực kém cách xa, ở không có ngoại viện tình huống hạ, cho dù có hộ phái đại trận bảo hộ, tổng đàn bị phá cũng là sớm hay muộn, đến lúc đó nên phái đệ tử, trừ bỏ số rất ít có thể đào thoát, chỉ sợ đại bộ phận đều tránh không được chết trận hoặc là bị cho rằng đỉnh lô bi thảm kết cục. Nhưng mà tục ngữ nói đến hảo, thế sự khó liệu, nguyên bản nghĩ đến một hồi thảm thiết đại chiến, tiến hành thời gian xa so với mọi người tưởng tượng đoản, về phần kết quả. Cũng kia 81 gia liên minh đại bại mệt thâu. Bất, dùng thâu đến miêu tả thái khinh miêu đạm tả đạm. Chân thật tình huống là toàn quân bị diệt, sổ lấy vạn kế tu sĩ, trốn trở về bất quá mấy chục cái mà thôi, thả tất cả đều là linh động kỳ cùng trúc cơ kỳ tiểu tạp ngư, ngừng đăng kỳ đã ngoài người tu tiên, chính là nguyên anh kỳ lão quái vật, vô nhất đào thoát, toàn bộ bị đánh cho hồn phi phách tán hồn vía lên mây. Như thế kết quả, tự nhiên ở Vân Châu khiến cho sóng to gió lớn, mỗi người đều hảo kỳ tại nơi tiên đảo đến tột cùng đã xảy ra cái gì. Nhưng mà này may mắn trốn trở về nhân, cũng đều bị dọa phá đảm, không dám nhiều lời. Tu sĩ nhóm tự nhiên không chịu từ bỏ ý đồ, dù sau này kẻ đáng thương, hiện giờ cũng lưu lạc vì tán tu, bọn họ na còn có cái gì hiếu khách khí, rõ ràng bắt được, sau đó nhất nhất thi lấy thu hồn thuật. Khả siêu hồn sau kết quả, lại nhượng này hảo kỳ tu sĩ nhóm nghẹn họng nhìn trân trối, một đám mặt như màu đất, những người khác càng kỳ quái, liều mạng truy vấn dưới, tin tức tài dần dần truyền lưu mà ra, nguyên lai kia tràn đại chiến thời điểm. Thiên nhai hải các căn bản là không có đầu rút cổ ở hộ phái đại trận phòng thủ hậu phương thủ, mà là khuynh thiếu mà ra, đón đánh xâm lấn giả. Liên minh tu sĩ cảm thấy ngạc nhiên, nhưng trong lòng nhưng cũng vui mừng tới rồi cực điểm, dù sao tiên đảo cấm chế thật mạnh, đối phương dựa vào trận pháp chi lợi, bọn họ cho dù năng công phá, cũng sẽ trả giá thật lớn đại giới. Đối phương cư nhiên dám tiền ra nghênh đón địch, quả thực là ngốc tới rồi tột đỉnh hoàn cảnh. Đương nhiên, cũng có số ít tuệ trọng cẩn thận chi nhân, ẩn ẩn cảm thấy không ổn, nhưng đối mặt mỹ nữ cùng bảo vật hấp dẫn, cũng rất nhanh quăng sau đầu. Làm như bảy đại tông môn một trong, thiên nhai hải các không thể nghi ngờ có được rất mạnh thực lực, tuy rằng tất cả đều là nữ tử, nhưng trong đó cũng có hơn 10 vị nguyên anh kỳ tu sĩ. Theo cao đoan chiến lực mà nói, nhưng thật ra cùng liên minh không sai biệt lắm, đáng tiếc hậu kỳ tồn tại cận có 3, thánh bên này đại tu tiên giả, tắc có 8 người nhiều. Này nhiều ra tới 5 người, liền đủ để xoay càn khôn, quyết định thắng bại. Huống chi liên minh tham chiến ngưng đan kỳ, trúc cơ kỳ tu sĩ nhân số, xa xa ở đối phương phía trên hết thảy đều không có trì hoãn, khả rất nhanh, bọn họ liền phát hiện không ổn, lấy thiên nhai hại các tông chủ cầm đầu 3 gã đại tu sĩ, cư nhiên tất cung tất kính vây quanh một năm khinh nữ tử. Nàng kia nhất tịch áo trắng, giống như theo cửu thiên rơi xuống tiên tử, đáng tiếc dùng nhất kỳ quái sa khăn che bên gương mặt, ngay cả thần thức cũng vô pháp xuyên qua, tự nhiên cũng không biết trường cái dạng gì. Bất quá mặc dù bên Ngọc Dung, cũng khuynh quốc khuynh thành tới rồi cực chỗ, có thể nghĩ là một vị phong hoa tuyệt đại nữ tử. Không ít đệ tử đều ở cùng nuốt nước miếng, khả bọn họ phát hiện, bản trong trận này nguyên anh kỳ lão quái vật, lại ở cả người phát run. Giống như ở bọn họ trong mắt, này không phải một vị tuyệt đại giai nhân, mà là rắn rết bàn khả thư chi đó là 8 vị hậu kỳ đại tu tiên giả, đồng dạng sắc mặt như màu đất. Một ít thông minh tên, rốt cục cảm thấy có chút không ổn. Chẳng lẽ nói, mà đúng lúc này, một trận giống như tiên nhạc bàn thanh âm truyền vào cái lỗ tai. Hảo, thật sự là không sai, 81 gia nhảy nhót vỡ hài kịch, hơn nữa một ít bất nhập lưu ổ ma, liền dám mưu đồ ta thiên nhai hải cát, còn dám như thế vô lễ nhìn thấy bản cung, họ Mộ Dung sư điệt. Là, sư thúc. Một khác mặt xanh biết cung trang nữ cùng vội trong suốt nhất phút, thần tình cung kính mà không ít người đều nhận được, vị này tên là họ Mộ Dung tái tuyết nữ tu, chính là lúc ấy thiên nhai hải các tông chủ, danh chấn Vân Châu đại tu tiên giả, bọn ta miệng nói sư thúc, chẳng lẽ này mỹ mạo nữ tử, dĩ nhiên là rời tách hợp kỳ tu sĩ. Mồ hôi lạnh cuồn cuộn mà rơi, đương nhiên cũng có bỏ mạng đồ đệ, trên mặt lộ ra không cho là đúng vẻ. Nào có như vậy xảo, ly hợp kỳ lão quái vật, nhân giới bất quá gần là truyền thuyết, có lẽ đối phương là gặp cường địch tiếp cận, thi triển nghi binh chi kế thôi. May mắn chi tâm, mỗi người đô hội có, nhưng mà Nguyên Anh lão quái bất đồng, bọn họ năng cảm giác được đối phương trong cơ thể pháp lực sâu không lường được, kia tuyệt đối là ly hợp kỳ mới có thể có được. Đừng nhìn cảnh giới tự hồ chỉ kém một bậc, Khả Tục Ngữ nói, sai một ly, đi 1000 dặm, ly hợp kỳ đã muốn có thể bước đầu điều động trong thiên địa nguyên khí, luận thực lực, cùng bọn chúng căn bản một trời một vực. Tiên đạo gian nan, 8 cảnh giới gian trình tự, lại rõ ràng vô cùng, Nguyên Anh sơ trung kỳ tu sĩ, nếu tu luyện có nghịch thiên thần thông, lại có uy lực kinh người bảo vật, chiến thắng hậu kỳ tu sĩ cũng không phải không có khả năng, dù sao bọn họ đều vẫn là Nguyên Anh kỳ. Khả Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ, muốn chiến thắng ly hợp kỳ người tu tiên, tắc không thể nghi ngờ là người si nói mộng, ít nhất 100 vạn năm qua, mặc kệ nhân tộc vẫn là yêu tộc, đều chưa bao giờ từng có quá như vậy ghi lại. Đã muốn có lão quái vật, trong lòng trung đã khởi lui trống lớn, mà kia tiên nhạc bàn thanh âm, lại truyền vào cái lỗ tai. Nếu bọn họ muốn chết, chúng ta đây cũng không lấy tay hạ lưu tình cái gì, không cần tù binh, mọi người, toàn bộ trừ hồn luyện phách, nếu dám tấn công thiên nhai không cát, sẽ có trọn đời không được luân hồi giác ngộ. Là, sư thúc. Họ Mộ Dung thi đấu tuyết cung kính gật gật đầu, theo sau đi xuống giống chư vị đệ tử truyền lệnh. Kế tiếp chiến đấu, cơ hồ là nghiêng về một phía, 8 gã đại tu sĩ, vây công kia ly hợp kỳ che mặt nữ tử, cũng không quá bán chén trà nhỏ công phu, lại bị đối phương thi triển quỷ dị bí thuật, đông thành khắc băng, sau đó nhất sao toái, dưới loại tình huống này, ngay cả Nguyên Anh đều đừng nghĩ chạy trốn. 8 gã vô anh hậu kỳ đại tu tiên giả, đặt ở làm sao, cũng là có thể rung chuyển trời đất thế lực, khả đối mặt thiên nhai hải các vị này thần bí nữ tu, bất quá một lát, liền hồn quy địa phủ, đối với kia 81 gia liên minh, đã kích chi trầm trọng, đã muốn tới rồi khó có thể nói nên lời nông nổi. Còn có cái gì đâu có, so với chính mình tu vi cao đều treo, mặt khác Nguyên Anh kỳ lão quái vật, lại không ngốc, giờ này khắc này, na còn quản được tông môn gia tộc, chạy trối chết mới là tối trọng yếu. Người tu tiên vốn là vì tư lợi, khả hiện tại tài muốn chạy trốn, đã hối hận thì đã muộn. Thiên nhai hải các nữ tu, cũng toàn bộ gia nhập chiến đấu, một bên là sĩ khí như hồng, một bên tim và mật câu liệt muốn chạy trốn, kết cục như thế nào, tự nhiên không có trì hoãn. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video.